Chào chị. Rồi chị nào thấy em tương tác vài chị em với chị ạ. Mỗi chị cho em xin một nốt chia sẻ nha các chị ơi. Chấm bài tương tác vài lên cho em với nhé. Rồi chị nào thấy em tương tác vài lên cho em với nhé chị ơi. Cho phải ấn bình luận các chị nhé. Chấm bài tương tác vài lên cho em với nào. Chị nào thấy em tương tác vài lên cho em với nhé chị ơi. Đợi em một xíu chị. Đợi em xíu em lên đấy chị ơi. Chị nào thấy em chấm bài tương tác lên chị em cho các. Em chào chị Maria Vĩnh Thanh. Em chào chị Phạm Thị Thuận nhá. Rồi lên luôn chị ơi, cho các chị đợi khỏi lâu này. Chị nào thấy em tương tác bài lên cho em cho khỏi ẩn bị ẩn nhá. Chấm bài tương tác bài lên cho em cho khỏi bị ẩn nữa chị ạ. Rồi thấy em tương tác bài lên cho em mỗi nào các chị ơi. Mỗi chị cho em xin một góc chia sẻ nhá. Tương tác bài chấm bài lên cho em với nào. Rồi lên chị con đầu line này size lớn đi. Chị này eo 80 nhá. Con này chị này eo 80 chị này. Eo 80 quay đầu cho em con này. Size lớn. Con này có độ co giãn nhẹ một xíu chị này. Con này có độ co giãn nhẹ một xíu nhá. Chị nào eo 80 quay đầu cho em. Mã 80 đi. Mã 80 eo 80 cho em 20.000. Mã 80 eo 80 cho em nhá 20k. Chị nào size XL mang vừa. 55 đến 60kg quay đầu cho em con này. 55 60kg quay đầu cho em con này nhá. Chị nào lấy mã 80. Mã 80 eo 80 cho em size hơi bị to. Chị nào 55 60kg quay đầu cho em con này. 55 đến 60 kg quay đầu nhé. Chị nào lấy mã 80 eo 80 cái chị này. Thấy em tương tác bài lên cho em với chị ơi. Mỗi chị cho em xin một nốt chia sẻ nào. Rồi chị nào lấy mã 80 đi. Mã 80 eo 80 cho em. Mã 80 eo 80 cho em nhé. Form lỡ chị ạ. Lấy chị một con form lỡ. Rồi mã 80 eo 80 cho em. Chị nào 55 đến 60 kg quay đầu. Mã 80 eo 80 cho em này. 20.000 nhé. 20k mã 80 eo 80 mang vừa. Chị nào size lớn. Size to. Chị là mã 80 eo 80 cho em 20. Rồi chị nào lấy mã 80 eo 80 cho em 20.000. Chị nào mà size L, LXL nhá. LXL quay đầu chứ. Lấy mã 80 eo 80, lấy chị con sọc. Lên cho chị một con sọc này size nhỏ này. Chị nào size SM thôi, con này có độ co giãn cho em. Lấy chị một mã sọc nhá, sọc này là form ôm. Sọc ai gì 80 cho chị Nguyễn Hồng này. Rồi lấy chị con sọc này cho em. Sọc này sẽ SM. Con này có độ co giãn cho em. SM quay đầu cho em nhé. Lấy mã sọc. Sọc cho em 20.000 mã sọc này. Sọc 20. Này của chị Nguyễn Hồng này. Chị nào lấy sọc cho sọc cho em. Sọc 20.000. Mã sọc 20 nhé. Chị nào eo 8, eo 72 lớp 74 mang vừa cho em. Có độ co giãn. Rồi chị nào lấy sọc. Lấy sọc cho sọc cho em. Sọc 20.000. Mã sọc,
sọc 620 eo 7 hà. Sọc của chị Maria Nguyễn Thanh này. Sọc 20 này. Maria Nguyễn Thanh. Rồi lên tiếp. Lấy chị con này form đầm nhá. Lấy chị một mã đầm này. Con đó ok không em? Ok đấy chị ơi, yên tâm đi. Khổ. Rồi con này lấy chị một con đầm cho em. Đầm này chị nào size L nhá, size L mang vừa, chị nào lấy mã đầm. Đầm này như có 2 chiếc này. 2 chiếc mẹ và bé nhá chị ơi. Mẹ và bé cho em, chị nào lấy mã mẹ và bé. Cái dài size M không? Có dài size M không hả? Em có con gấm vàng ấy chị ơi. Gấm vàng là size M nhá, hàng dài có mỗi con đó. Rồi mẹ và bé cho em 20.000 một chiếc, chị nào lấy mẹ và bé nhá. Mẹ và bé cho em 20.000 một chiếc, lấy mẹ chốt mẹ, lấy bé chốt bé. Một chiếc là 20.000. Chị nào lấy mẹ và bé cho em. Mẹ và bé 20.000. Bé là tầm cỡ 30-35, còn mẹ là size L tầm 55kg nhá. 55kg bắt đầu. Đây chị ơi, em có dáng dài size M này không? Mẹ và bé chị Nguyễn Hồng. Đây chị ơi, là gấm vàng. Gấm vàng cho em, gấm vàng 120 nhá. Lấy gấm vàng chốt gấm vàng này. Gấm vàng cho em 120.000, eo 72-74 quay đầu, size SM quay đầu cho em. S bò ngang vừa cho em con đó nhá. Lấy gấm vàng chất gấm vàng. Gấm vàng 120 nhá chị ơi. Gấm vàng cho em 120.000. Chị nào size S và size M. Eo 72-74 quay đầu. 72-74 các chị ơi. Lấy gấm vàng chất gấm vàng cho em. Rồi em lấy chị con này dáng xôm xôm nhẹ nhá. Con này form xôm nhẹ cho em. Chị nào mà 50 hạ cái gì. Size M eo 74. Con này eo 74 quay đầu cho em. Lấy mã hoa đi. Hoa 20, 62kg vừa, mẹ và bé không? Không chị ơi, size đó hết rồi. Mẹ và bé, bé, à mẹ chỉ tầm cỡ 57kg thôi. 57kg thôi nhé chị nhá. Rồi con này eo 74, lấy mã hoa, hoa 20 cho em. Mã hoa cho em 20.000, eo 74 mang vừa, size S, M quay đầu các chị này. S, M quay đầu cho em nhá, lấy mã hoa. Hoa cho em 20.000 mã hoa. Hoa 20, eo 72, 74, size S, M mang vừa. Size S, M quay đầu cho em, lấy hoa chất hoa. Hoa cho em 20.000 mã hoa này. Hoa 20 size SM thôi. Chị nào mà eo 72-74 dáng dài size L em không có chị ơi. Dáng dài size L bây giờ mày không có đâu. Form lỡ thì có chị ơi. Form lỡ nhá. Form dài không còn đâu chị ơi. Dáng dài không còn. Rồi lấy chị con này xinh nữa này. Con này chị nào size nhỏ. Con này size nhỏ cho em. Chị nào eo 76 có thể bon cho em được. Con này có độ co giãn nhẹ cho em. Con này có độ co giãn nhẹ nhá, eo 76 quay đầu. ML mà bon chen được cho em con này. ML mang vừa cho em con này cho em nhé. Chị nào lấy mã 108. 108 cho em 20.000 mã 108 này. 108 20k, chị nào size M và size L. ML bon chen được. Các chị size M thì mặc hơi rộng một xíu nhá. Còn size L gấm mặc thử mình xem ok chị. Lấy mã 108, 108 các chị có mây. Chị có mây, chị có mây khách cũ đúng không? Chị cỏ may này. Chị cỏ may. Em không để ý cái hình đại diện luôn nhé các chị nhá. Em like em toàn để ý tên không à. Lên size lớn hả? Lớn là bao nhiêu chị ơi? Chị mặc size gì chị? Lớn là chị eo bao nhiêu? Chị cỏ may. Ok chị. Rồi. Cái gì nhỉ? Lớn là lớn bao nhiêu chị ơi? Em giờ phần đa là size nhỏ nó nhiều chị. Size lớn giờ nó hơi hiếm một xíu nhá. Size lớn giờ hơi hiếm một xíu. Rồi con này cho em đây chị ơi. Eo 72-74. 72-74 mang vừa cho em lấy gấm vàng. Gấm vàng 120 nhá. Eo 72-74 mang vừa. Con này nó hơi dài một xíu. Con này các chị phải 1m55 trở lên này. 1m55 trở lên là mặc đẹp nhá. 55 đến 1m6, 1m6 mấy gì đó. Là mặc xinh cho em. Tại vì em hơi thấp. Mặc con này nó hơi dài. Rồi chị nào lấy gấm vàng chất gấm vàng. Gấm vàng 120 cho em. Chị nào mà size em size SM thôi. SM mang vừa. Chị mà eo bao nhiêu? Khi đấy chị nói bao nhiêu? 62kg. Eo 90. 1m less. À mông 1m6. Ui vậy hả chị? Phải chắc không có đấy chị ơi. Hôm nay ra có hàng có giãn thì may ra ấy chị. Hàng có giãn thì còn hàng ngày giờ em không còn rồi. Rồi coi chị này eo 82 này. Lụa hai lớp dạng lỡ nhá. Gấm vàng chị Nga Lê. Chị Nga Lê ơi lên số cho em nhá.
Lấy lại cho em cái số 120 này chị. 120.000 của chị Nga Lê. Hôm bữa chị nào chị lấy có em con này mà xong bắt đầu là nhưng có số điện thoại em gọi không được đây. Nên là em xả ra mấy ngày luôn. Rồi lấy chị con lụa hai lớp phong lỡ cho em. Hôm nay em xả này cho các chị này. Nói chung là xả bữa cuối nhất em nghỉ mấy ngày. Nghỉ mấy ngày em bán lại. Rồi con này chị em size lớn đẹp quá mà không vừa. Đã chị con này xinh này phong lỡ cho em. Chị là eo 82. Eo 82 mạng 82 cho em xinh như chị này. 100.000 thôi. 100k nhất phong lỡ dáng lỡ. Chị nào mà eo bảo eo 80 82 size XL. Size XL mang vừa eo 82 cái đầu. Lấy mã gì? Mã lụa đi. Lụa nhá, lụa cho em 100.000 mã lụa này. Lụa 100 form lỡ, chị nào size lớn, chị nào eo 82. Eo 82 quay đầu cho em nhá. Lấy chị một con lụa này nữa này, đâu rồi? Đây, eo 72, 74. Lụa hai lớp cho em, rồi em thấy số của chị rồi này. Rồi lên tiếp các chị con này cho em nhá. Lụa hai lớp, dáng lỡ, size lỡ cho em chị này. Chị nào lấy mã mã 237 đi. 237 eo 74. Con này eo 74 nhá, size SM mang vừa cho em xinh nhá chị ạ. Lụa hai lớp form lỡ cho em. Con này chị nào là 237. 237 120 cho em chị này. 237 120.000. Con này chị nào size SM mang vừa nhá. Eo 72 74 quay đầu cho em. Lụa 100 của chị Liên Lê Thị này. Chị Liên Lê Thị này. Rồi mã 237 120. Xinh lắm chị ơi. 100 à cái gì quên, cái này 100.000 này. 100k của chị Liên Lê Thị. Phía sau có size SM không hả chị? Size SM đó. Em vừa mặc con size M lên đó chị. Em vừa mặc con size M đó. Eo 74. Còn cái con tím ở ngoài cùng á, ngoài cùng tay lỡ là eo 72 nhá. Mà 27 của chị Nga Lê. Ok chị luôn. Rồi cái này của chị cái gì quên rồi. Chị Liên Lê Thị này. Chết chết em không chụp màn hình thì nó không biết được nào mà tìm các chị. Cái gì rồi? Chị Liên Lê. Liên Lê Thị. Rồi. Con 237 của chị luôn này. 237 120. Con này xinh nhá chị ơi, lụa. Hàng lụa hai lớp form lỡ cho em. Cực kỳ xinh. Chị à hả? Chị 1 mét tím tay lỡ giá bao nhiêu? Cũng bằng con này thôi chị, rẻ hơn một xíu có đẹp. Con đó là 110 nhá. Cái gì? 1m55, 54 kg. Lụa vừa không? Cái con vừa xong á chị? Cái con chị vừa chốt hả? Con vừa chốt là chị bao nhiêu? À vừa nhá chị ơi, vừa. Vừa nhá chị ơi, yên tâm đi. Mình đổi. Rồi ok chị. Ok, chị có may lấy con đó, con nó rẻ hơn xíu. Con nó là eo của nó có 72 thôi, nhưng con này eo 74 nhá. Con này eo 74 nhá chị ơi. Eo 74. Còn con kia là eo 72. Tím đi, lấy mã tím đi. Tím. Chị có may lấy tím đi, chị có may. Cực kỳ xinh, cũng là lụa hai lớp. Phong lỡ, tay lỡ cho em. Chị Nguyễn Thị con nào size M em. Đây này chị này. Là sao em lên cho? Như con gấm này. Con gấm là size M này. Eo 74 này. Gấm size M eo 74. Hình như còn có con đó với con này thôi. Đây size S, size M nha, eo 72. Lấy mạng tím, tím 110. Lấy tím chút tím nhá. Mạng tím cho em. Tím cho em 110 mạng tím đây. Chị nào mà size S, M. Size S, size M mang vừa cho em. Eo 72 nhá. Con này size nó nhỏ hơn con kia một xíu. Con kia là eo 74. Còn con này eo 72. Hai con caro thì nó lại là size. Mình không đổi là sao chị? Và cuối cùng là chị lấy con nào á chị ơi? Sao mà cứ lấy lại không lấy, đổi lại không đổi là sao chị? Rồi con này cho em cũng lụa hai lớp, chị nào mà eo 76 size L. Con này chị nào size L mang vừa cho em, lụa hai lớp form lỡ nhá. Lấy mà 226 cho em 120.
226 trên 120 nghìn. Lấy cả hai lọc, lấy cả hai con đi chị, lấy luôn hai chiếc đi, lấy mã 226 trên 120. Chị là size L nhá, size L, size L, lấy 226 trên 226, 226 trên 120 nghìn. Rồi lấy chị con caro này, caro này chị là size nhỏ tầm eo 70-71 thôi nhá, nó nằm giữa size S và size M, nằm giữa S và M cho em hai con. Caro hồng và caro xanh cho em, caro hồng và caro xanh nhé chị ơi, một lần này nữa thôi em không đổi cho chị nó đâu đó, một lần này nữa thôi đó. Caro hồng và caro xanh cho em 60 nghìn nhá, 60k chị ơi. Chị nào lấy caro chốt caro, caro 60 nghìn, size S. Và còn con dài sau lưng mình vừa không? Dài sau lưng hả? Dài sau lưng không vừa đâu chị, có con này em lên cho này, có con này chị vừa này. Đây chị 1m55 mà 55kg đúng không? Đây chị ơi, con này đi, lấy con này cho em. Rồi con này cho em nhá, bị một xíu đó thôi chị này. Chị thấy không? Thấy phần lỗi không? Nói chung là các chị để ý thì mình để ý thì mình nhìn thấy caro 2 chiếc rồi, ok chị. Caro 2 chiếc này. Nói chung là chưa bao giờ bán rẻ như bữa nay. Caro hỏng hết rồi chị ơi, chị kia chị lấy nguyên 2 chiếc rồi. 60. Rồi con này nhá, lỗi nhẹ một xíu thôi các chị ơi, nói chung là một tí thì tí thôi. Các chị để ý thì mình nhìn thấy, còn không để ý thì cũng chẳng thấy đâu. Lấy mã. Thôi con này bán cho chị 50 nghìn đi, lỗi đi. Lỗi 50 nhá. Mã lỗi cho em 50 nghìn mã lỗi, lỗi 50 chị nào mà sai á. Đây chị, con này chị vừa này. Năm mấy 60 kg đấy. Nói chung là cũng tùy thuộc vào cái chiều cao cân nặng của các chị nhá. Nhiều khi các chị 50 kg nhưng mà eo hơi to thì lấy con này cho em. Cho mình không mình thích con dài tới gót chân. Tới gót chân chỉ cao 1m55. Cao 1m55 thì con này không tới gót chân được. Này thành phân lỡ thôi. Nhưng mà của chị nó lại không vừa. Em không còn hàng dài như của chị nữa đâu. Còn còn hàng ngắn thôi. Rồi con này, có chị ơi, con này chị kia chị đẩy rồi, không còn đâu chị. Chị ơi đừng đổi qua đổi lại, nó mất thời gian của em lắm luôn đấy chị ơi. Rồi đây lên tiếp các chị con caro này nữa này. Phom lỡ nhá. Một con caro màu đỏ phom lỡ cho em này chị này. Lấy caro đỏ đi. Lấy caro đỏ cho em. Trời ơi xin chưa. Hàng dài cho em luôn các chị này. Phom dài nhá. Chị nào size lớn, chị nào eo 80 lận. Con này eo 80 mang vừa cho em, lấy caro, caro 60. Caro cho em 60 nghìn, eo 80 quay vừa, eo 80 rồi lại mang vừa cho em. Chị ơi chị Lê, chị Liên Lê Thị, ai mà chị thích hàng dài nhỉ? Con này cũng là phong lỡ rồi. Rồi con này cho em nhá, lấy mã caro. Caro cho em 60 nghìn, chị nào mà size em? Chị nào lấy mã size, size gì quên rồi. Size XL, XL eo 80. Này chị Nguyễn Hồng chị lấy luôn này. Mua mấy con thì được miễn ship hả? Đơn từ 500 nghìn trở lên nhé chị ơi. Đơn từ 500 nghìn trở lên nhé chị. Tại vì cái hàng này em đang xả rồi em chả lấy. Em cũng chả. Em không chốt cho chị nó đâu chị Nga Lê ơi. Em không bán cho chị nó đâu. Trời ơi bán mua có con từ nãy giờ đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu lần rồi. Em xả đơn chị Nga Lê này. Không bán cho chị nữa. Mới vô mà đã thấy bực mình rồi đó. Trời ơi đổi tới đổi lui. Đây chị này em còn một con của bé này. Còn một chiếc của bé nhá. Bé này nhỏ hơn. Mà bé 20. Mà bé trên 20 nghìn. Bé 20 nhá. À, không còn form dài. Đúng rồi chị ơi. Form dài em hết rồi. Còn toàn form nhỏ không ạ. Form nhỏ nữa thôi chị ơi. À form ngắn. Hàng ngắn thôi chị, hàng dài không còn nữa, hàng dài em còn cái mấy con xanh nhỏ nhỏ chị. Rồi lấy chị con xanh. Xanh này chị nào eo 80 nhá, XL mang vừa, lấy mã xanh, xanh 20. Mã xanh chị em 20 nghìn, bé chị Nguyễn Hồng này. Lấy xanh chất xanh, xanh xanh 20. Chị nào mà eo 80, size XL mang vừa. Lấy xanh chất xanh nhá, xanh chị em 20 nghìn mã xanh. Xanh 20, eo 80, chị nào size XL mang vừa. Lấy chị một con tím dáng dài. Xanh chị có may này. Xanh và chị có may.
Lấy chị một con tím đáng dài cho em nhá. Tím này, tím chị nào size lò. Con tím này chị nào size lò mang vừa, lấy mã tím, lấy tím chốt tím cho em. Size hết, hết size rồi các chị ơi, lấy mã tím đi. Tím cho em 40.000 nhá, tím 40 chị nào mà size lò. Con này nó là dáng chữ A cho em, lấy mã tím, tím 40. Khi nào có nữa em? Chị ơi, bữa nay hàng nó không có một lấy luôn chị, bữa nay đang cấm biên á. Đâu có hàng để lấy đâu chị ơi. Không có hàng mà lấy luôn chị. Một em đang hết hàng rồi. Rồi lấy chị con đỏ. Đỏ này cũng size lò nhá, lấy mã đỏ đi. Cái này hết hàng rồi chị ơi. Rồi lên tiếp các chị caro. Caro cho em eo 74. Con này eo 74 mang vừa, lấy caro cho em. Caro cho em 40.000 nhá. Caro 40 eo 74 quay đầu. Lấy caro chốt caro này. Caro 40 eo 74. Còn mới. Còn à, con đó là size M đó chị. Con đó là size M thôi nhá. Con đó là size M eo 72-74 thôi chị ạ. Rồi em lấy chị một con trắng. Trắng á chị nào size L eo 76. Lấy mã trắng cho em. Trắng cho em 20.000 mã trắng nhá. Trắng 20 eo 76 à. Chị Mai Nguyễn, áo dài sau 55kg vừa không? Không vừa đâu chị, con đó size nhỏ, chị nào mà tầm 50-52kg thôi. 50-52kg quay đầu. Rồi con này chị nào lấy mã trắng, trắng 20. Lấy trắng chốt trắng cho em nhá, mã trắng cho em 20.000, chị nào mà size ML. ML mang vừa cho em lấy mã trắng này, trắng 20. Ủa cái con caro đó xinh mà không chị nào lấy à? Chị Nguyễn Hồng đâu rồi? Caro xinh mà không lấy à chị? À, lấy mã trắng nhá, lấy trắng chốt trắng. Trắng trắng 20. Rồi em lấy chị một con form dài nữa này. Một con form dài nó là dáng form chữ A nhá, chị nào size LXL. LXL mang vừa cho em lấy mã dài. Dài cho em 50.000 mã dài nhá. Dài 50 chị nào size M và size L này. À quên, LXL. LXL quay đầu cho em lấy mã dài. Lấy dài chốt dài nhá. Mã dài cho em 50.000 mã dài. Dài 50 chị nào size L và XL đều vừa. Còn đó là hàng chữ A nhá, form chữ A cho em chị ạ. Chị nào lấy dài chốt dài cho em, mã dài dài 50. Lấy chị con form suông này, 60-65kg. 65kg quay đầu lấy suông chốt suông. Suông của dài của chị Bích Hợp, mã suông, suông 40. Suông cho em 40.000 mã suông nhá. Suông suông 40, chị nào lấy suông chốt suông. Mã suông cho em 40.000. Chị nào mà size 60-65kg mang vừa cho em, cái phần neck nó hơi rộng á. Các chị không lo chật cái phần neck đâu. Lấy suông chốt suông. Chị Bích Hợp em để đâu rồi trời. Mã suông, mã suông. Lấy suông chất suông nhá. Suông chị Bích Hợp này 40. Rồi lên tiếp. Lên tiếp cho các chị con này cho em. Xuông hết rồi các chị ơi, hết xuông rồi. Rồi con này cũng size lớn này. Eo trên 80 nhá, size to, lấy mã to đi, to 20. Mã to cho em 20.000. Chị nào eo trên 80 nhá, lấy mã to, to cho em 20.000 mã to nhá. Mã to 20.000, chị nào mà eo trên 80 mang của. Size hơi lớn một xíu nhá chị ơi. Size hơi lớn một xíu. Chị nào lấy to chút to cho em, mã to cho em 20.000 mã to nhá. Chị xem lại mã tím 40k. To chị Phạm Thị Thuận này, đâu rồi? To chị Phạm Thị Thuận 20. Cái đơn chị em để đâu rồi đó? Phạm Thị Thuận này. Chị coi lại mã tím á. Đây chị ơi, con này size L thôi nhá. Size L thôi, không phải là size to đâu chị. Con dài sau lưng size gì? Con đó size nhỏ á chị ơi. Con đó size nhỏ, size S, size M thôi chị. Đây mã tím, tím 40 nhá. Mã tím cho em 40.000, chị nào size L thôi. Nó là dáng chữ A cho em chị. Nó là form chữ A nhá. Lấy chị con này của bé này. Một là các chị là size XS hoặc là cho bé cho em nhá. Lấy mã gấm đi, gấm cho em 20.000 mã gấm này. Gấm 20 nhá, một là cho bé. Hai là các chị phải size thật là size nhỏ nhá, size XS mang vừa cho em.
Rồi lấy mã gấm, gấm cho em 20.000 mã gấm này, gấm 20 nhá. Lấy gấm chốt gấm cho em, gấm 20. Chị nào mà size nhỏ nhỏ hoặc là các chị chốt cho bé cũng được. Rồi con này cũng nhỏ đấy chị này, chị nào XS. Nói chung là mã nhỏ đi, lấy mã nhỏ, nhỏ 20. Mã nhỏ cho em 20.000 mã nhỏ này, mã nhỏ 20 nhá. Chị nào mà size nhỏ nhỏ thôi, size XS mang vừa. Bé xíu 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 của các chị. Bé xíu 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 cho em nhé. Lấy chị một con màu tím này. Lấy chị con tím. Tím này L74. Chị nào lấy mã tím, tím 20 L74 nhé. L74 quay đầu, size S, size M mang vừa lấy mã tím. Lấy tím giúp tím cho em, tím 20. Mã tím cho em 20.000, size S, size M mang vừa. Lấy tím giúp tím, tím 20.000 cho em. Mã tím 20 L72 đến 74. Size S, size M quay đầu cho em con này. Lấy chị một con thong suông này. Lấy chị một mã suông nhé, chị nào lấy suông đi. Suông cho em. Cái này nó là dạng cách tân nha các chị này. Phong cách tân nhá, nó theo hình con bướm cho em. Lấy cách tân đi. Cách tân 40. Cách tân cho em 40.000, chị nào size LXL này. LXL mang vừa cho em. Lấy cách tân cho cách tân 40 nhá. Cách tân cho em 40.000, các chị thấy nó theo xinh không? Này theo trực tiếp vào bài cho em chị này. Lấy cách tân cho cách tân. Cách tân 40, em không biết là có bị ẩn nữa không đây các chị ạ. Tím 20 của chị Maria Nguyễn Thanh này. Đâu rồi trời. Hóa đơn chị em để đâu ra. Rồi chị nào lấy cách tân nhá. Lấy cách tân cho cách tân. Cách tân cho em 40.000 mã cách tân này. Chị nào size LXL. LXL mang của. Lấy cách tân cho cách tân. Lấy chị một con dài nữa này. Rồi con dài này size lớn. Chị nào LXL nhá. LXL mang vừa lấy mã dài. Mã dài cho em. Dài cho em là 40.000 mã dài này. Dài 40 chị nào size L và XL. Cách tân chị cách tân chị bích hợp. Chị nào lấy mã dài đi. Mã dài dài cho em. Dài 40 nhá. Chị nào lấy dài chốt dài đây. Dài cho em 40.000 size L XL. LXL quay đầu cho em con này. Trời ơi, nó ẩn gì đâu mà nó ẩn luôn á. Dài. Dài chị Nguyễn Học luôn. Trời ơi. Chị ơi, hôm nay lại sau rồi. Lên caro các chị này. Một con caro giảng dài cho em nhé. Chị nào size L. Con này có độ co giãn nhẹ. Size L lớn. Size L lớn mang vừa lấy caro. Caro 50 này. Caro cho em 50.000 nhé. Lấy caro chốt caro. Chị đổ huệ hết dài rồi chị ơi. Hết mã dài rồi. Chị nào lấy caro đi. Một con caro hoa nhí. À lấy một con caro nhí cho em. Chị nào lấy caro. Caro cho em nhé. Chị nào mà size L lớn. Ồ eo 80 vừa các chị ơi. L80 có thể bon chen được. Nhưng mà L80 các chị mặc nó hơi ôm như này này. Đó, lấy caro cho em. Caro 50. Caro cho em 50.000 bạn caro nhá. Caro cho em 50.000. Chị chốt trước mà. Khổ không phải đâu chị ơi. Em thấy chị kia lên trước á. Rồi con này lấy caro đi. Caro cho em 50.000 bạn caro. Caro 50 chị nào mà size á. Size L XL nhá. L XL mang vừa cho em. Có độ co giãn nhẹ. Nên là các chị L70. L80 có thể bon chen được cho em. L80 có thể bon chen được cho em con đói nhé chị ạ. Caro chị Nguyễn Hồng này. Caro 50. Lấy chị con đỏ. Một con đỏ kem sa. Một con đỏ kem sa nhá. Chị nào lấy mã đỏ đi. Lấy đỏ chốt đỏ cho em. Con đỏ này chị nào size nhỏ nhá. Con này chị nào size nhỏ sẽ SM thôi L74. Con này L72-74 mang vừa lấy mã đỏ. Đỏ cho em 40.000 này. Mã đỏ 40 nhá. Lấy đỏ chốt đỏ cho em. Đỏ cho em 40.000. Chị nào L72-74 sẽ SM quay đầu.
M mang thua cho em nhé, lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ, đỏ đỏ 40, chị nào sẽ SM thôi. SM quay đầu cho em. Lấy mã đỏ cho em nhé, đỏ cho em 40.000 mã đỏ này. Đỏ 40, chị nào sẽ SM. Rồi con này chị nào size nhỏ, này các chị lấy cho bé thôi, hoặc là các chị size XS nhé. Chị nào size XS hoặc là lấy cho bé cho em con này. Chị nào lấy mã nhỏ đi, lấy nhỏ chất nhỏ, nhỏ cho em 30.000 mã nhỏ nhé. Nhỏ 30, chị nào size XS thôi các chị ơi, nói chung là size hơi nhỏ một xíu. Lấy mã nhỏ, nhỏ cho em 30.000 mã nhỏ này. Nhỏ 30, size XS, lấy chị con này có độ co giãn nữa. Lấy chị một con hoa này. Hoa này co giãn nhất các chị size SML thôi. Con này SML quay đầu, có độ co giãn nhẹ cho em con này. SML quay đầu cho em con này nhá. Hàng này hàng co giãn L76 đi. Mã 76, L76 quay đầu. Mã 76 L76 mang vừa cho em nhé. Mã 76 L76 cho em 40.000 này. Nhường mã dài cho chị kia. Rồi ok chị. Ok chị. Rồi con này chị nào lấy nhá. Lấy cái gì rồi? Lấy mã 76, 76 L76. Mã 76 L76 cho em cái gì nhỉ? 40.000. 40k mã 76 L76 nhá. Có độ co giãn cho em. Mã 76 L76 cho em 40.000. Em có hai cái áo đó chị này. Một cái áo size M và một áo size L. Chị nào lấy mã áo á, em có hai con áo cho em. Lấy áo chất áo nhá. Áo này. M và L cho em, hai chiếc y chang nhau. Có chị nào lấy cặp không các chị ơi? Một con size S, size M mang vừa và một con size L. Mã áo cho em 40.000 nhá. Mã áo 40 chị nào, size M và size L. Mã áo kèm size cho em có xẻ một bên cho em này. Rồi chị nào lấy mã áo 40 nhá. À không phải con này, đâu rồi cái áo đâu rồi ta? Em để đâu rồi trời? Em có hai chiếc y chang nhau các chị này. Rồi chị lấy mã áo đi, áo kèm size nhá. Áo là size SM. Lấy mã áo cho em 40.000. Nó bị ẩn các chị ơi, không thấy. Rồi lấy mã áo cho em, áo 40, em có hai chiếc các chị này. Không biết nó nằm góc nào nữa đây. Rồi con này một con đen ôm body cho em nhé. Con này form ôm. Chị nào sẽ SM thôi. Con này SM mang vừa lấy mặc áo. À quên, mặc đen. Đen cho em 40.000 nhá. Mặc đen 40 chị nào sẽ SM cái đầu chị này. SM mang vừa lấy mặc đen. Đen 40 con này nó là form ôm body cho em con này. Con này nó là dáng ôm nhá. Chị nào sẽ SM. Lấy đen chấp đen cho em. Mặc đen 40. Đen cho em 40.000, chị nào sẽ SM quay đầu. Lấy đen chắc đen, đen 40. Rồi lấy chị con này xinh này. Con này cũng sẽ SM cho em. Con này cũng sẽ SM mang vừa này. Chị nào lấy mã 118. 118 cho em 40.000 mã 118 nhé. 118 40 sẽ SM thôi các chị ơi. SM quay đầu lấy 118 cho em. 118 cho em 40.000 mã 118 này. Em không biết là có chị nào bình luận nữa không đây, mà em chẳng nhìn thấy ai nữa rồi. Lấy 118 chốt 118, 118 40 nhá. Chị nào mà sẽ SM mang vừa cho em. SM quay đầu lấy 118 này. Lấy chị một con màu vàng. Lấy chị một mã vàng nhá, chị nào lấy vàng chốt vàng. Vàng này chị nào sẽ XL mang vừa L80. L80 mang vừa lấy mã vàng cho em, vàng 20. Lấy vàng chốt vàng cho em, vàng cho em 20.000 mã vàng nhá, vàng 20. Chị nào size em? Chị nào mà size XL mang vừa L80 cho em. L80 quay đầu lấy vàng chốt vàng. Mã vàng 20, lấy chị một con chấm bi này. Lấy chị con chấm bi này chị nào size L nhá. Size L L76. Vàng cho chị muộn màng. L76 mang vừa cho em con này, chị nào lấy mã bi. Bi 20 nhá, bi cho em 20.000. Mã bi 20. Một màng. Chị nào lấy bi chắc bi cho em. Bi cho em 20.000 mã bi này. Bi 20 chị nào mà size chấm bi. Chấm bi chị một màng luôn. Bi 20. Chị một màng bữa nay lấy nhiều vậy. Chị một màng bữa nay lấy nhiều vậy. Rồi con này cho em. Cái này về chị may lại nhá, không phải rách đâu các chị ơi. Vậy may lại giùm em cái này với.
Rồi chị nào CS E6870 lấy mã xanh, xanh 20. Mã xanh cho em 20.000 nhá. Chị nào mã CS của bên này em không thấy comment luôn rồi đó. Hay là nó ẩn rồi các chị? Các chị tương tác bài lên cho em với nào, xem có ẩn không. Em không thấy bên này nữa luôn rồi. Em lướt kiểu gì nó cũng không lên luôn đó các chị ơi. Các chị bên trang Trần Hệ Shop tương tác bài lên cho em với nó các chị ơi. Con nó có bị ẩn không các chị? Rồi lấy chị con đen này cho em nhá. Lấy chị một mã đen này. Đen này có độ co giãn E76 có thể bon trên được em. Chị nào thích ôm body cho em nhá. Chị nào thích form ôm thì lấy con này cho em. Lấy mã đen, đen 20. Mã đen cho em 20.000 chị nào E76 size L. Size L mang vừa cho em, lấy đen chất đen cho em. Mã đen, mã đen. Ồ không lên luôn á chị ơi. Không lên luôn á. Mã đen nhá, đen 20 cho em này. Đen 20 E76 chị nào size L. Ủa kỳ vậy ta. Đen cho chị Maria Nguyễn Thanh. Khổ ghê. Rồi em lấy chị một con màu trắng này. Con trắng này chị em nhá. Trắng này chị nào size L. Lấy trắng chất trắng. Mã trắng cho em 20.000 mã trắng này. Trắng 20 chị nào size L mang vừa E76. Lấy trắng chất trắng cho em. Trắng trắng 20 nhá. E76 chị nào size L. Rồi lấy trắng chất trắng cho em. Mã trắng. Trắng E76 này chị nào size L mang vừa cho em nhá. Lấy trắng chất trắng cho em. Trắng trắng 20 này. Mã trắng 20.000. Chị nào lấy trắng chất trắng cho em. Trắng 20 E76 nhá. Chị nào size L mang vừa cho em. Mã trắng, mã trắng. Trắng trắng 20 E76 chị nào size L mang vừa. Rồi lấy chị con này của bé này. Lấy chị con này của bé nhá. Bé nó 35-40kg. Bé nó 35-40kg mang vừa cho em. Mã bé, bé 20.000 mã bé nhá. Bé 20, bé nó 25. Ai gì 35-40kg chứ. 35-40kg quay đầu. Bé này hơi lớn một xíu. 35-40kg quay đầu cho em con đó. Rồi lên tiếp các chị một con caro này. Caro phong lỡ, chị nào size L cho em. Size L nhá, lấy caro chốt caro. Caro 50. Caro cho em 50.000 mạng caro. Caro 50 chị nào size L. E76 phong lỡ cho em chị ơi. Lấy caro chốt caro. Caro cho em 50 nhá. Caro 50 chị nào E76 size L mang vừa. Chị nào lấy caro chốt caro cho em. Lấy chị một con đuôi cá này. Lấy chị một mạng cá. Cá này chị nào size L. Size L mang vừa nhá. Lấy cá chất cá. Cá cho em 40.000. Mã cá 40 chị nào size L mang vừa E76 này. Lấy cá chất cá. Cá cá cho em 50.000. 40.000 chứ. 40k mã cá nhá. Cá 40 chị nào size L E76 chị này. Lấy chị một con còn nguyên tem chị ơi. Con này theo nhá. Con này họa tiết theo. Theo hình theo cái nấm ấy dài. Nói chung là nó theo cái gì đó. Rồi lấy mã tem. Tem cho em 40.000 mã tem. Tem 40 chị nào sẽ ép thôi. E6870 chị ơi. Con này E6870 mang vừa cho em. Bé, bé chị Nguyễn Hồng. Caro. Caro chị Nguyễn Hồng. Rồi chị nào lấy mã tem đi. Lấy tem chứ tem. Tem tem cho em. Caro. Rồi mã tem nhá, tem cho 40.000 mã tem này. Tem tem 40 cho em, chị nào mà size size gì, size S thôi nhá, size nhỏ. Size nhỏ, size nhỏ, size S mang vừa. Chị nào lấy mã tem, tem cho 40.000. Tem 40, size S mang vừa. E6870 thôi các chị ơi. Nào. Rồi chị nào lên mạng tem. Tem cho em 4.000 mạng tem này. Tem 40 nhá. Chị nào mà sẽ xe màu quay đầu. Tem của chị à. Chị ơi size nhỏ lắm chị Liên Lê Thị ơi. Con tem đó là size nhỏ nhá. Chị mà không vừa đâu chị chốt cho ai à. Chị cứ chốt cho em đi. Em nhận hàng mà. Caro. Không phải. Em không nhìn thấy chị không. Tại vì em thơm nên thấy chị lấy nhiều. Em thấy chị lấy nhiều em hỏi. À, cái gì nhỉ? Nó bị ẩn chị ơi. Giờ mới thấy luôn á chị. Không thấy chị comment. Rồi con này chị nào lấy mã tem. Chị Liên Lê Thị ơi con đó size nhỏ lắm nhá. À chị lấy cho em. Rồi ok.
Tại vì em thấy chị chốt size lớn mà. Mà bây giờ con này size nhỏ, con này 40. Ok ok chị. Em sợ nhiều khi các chị nghe không rõ cái size thôi. Nhiều khi các chị nghe không rõ cái size thôi chị ơi. Rồi có bé cho em, bé là 25kg. Bé là 25kg mang vừa cho em, mà bé 40. Mà bé cho em 40.000, nó bị ẩn các chị ơi. Không nhìn thấy các chị. Rồi chị nào lấy mã bé nhá. Bé cho em 40.000, bé nó 25kg thôi. 25kg bé là tầm cỡ 5-6 tuổi, 4-5 tuổi gì đó. 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Còn bé nào mà cao quá thì hơi ngắn nhá. Cao quá thì phải mặc thêm cái quần. Còn không thì bé nào nhỏ nhỏ thì mặc thành váy cho em. Rồi bé 40. Rồi ok chị. Ủa không chị nào lấy bé à? Không chị nào lấy bé hết à các chị? Bé dễ thương vậy mà không lấy hả? Chị hay giống vậy. Rồi con này có độ co giãn cho em. Hàng này hàng co giãn nhất sẽ SM chị này. SM quay đầu, co giãn thoải mái. Rồi con này chị lấy mạng 37. 37 40. Mạng 37 cho em 40.000. Sẽ SM thôi các chị ơi. Caro cho em nhất. Caro này có độ co giãn. Lên mạng 37. 37 40. Sẽ SM quay đầu. SM lấy 37 trước 37. 37 40. Rồi lên tiếp cho chị con caro này nữa này. Con này chị nào size nhỏ. Chị nào eo 70 72. Eo 72 quay đầu nhé. Mà 270. 270 40 nhá. 270 cho em 40.000. Chị nào size màu. Eo 72 thôi các chị ơi. Eo 72 cái đầu mang vừa. Chị lấy mà 27. 270 đúng rồi. Ủa chứ nó không lên luôn các chị. Khổ ghê á. Rồi lấy 270 chất 270. Ủa kỳ vậy. 270 40 nhá. 270 cho em 40.000. Lấy chị một con phong xuông này. Một con phong xuông size lớn. Chị nào 55-60kg nhá. 55-60kg mang vừa cho em. Nó là hàng xuông. Màu xanh này cực kỳ xinh. Có túi cho em chị ơi. Nó là phong xuông. Lấy mã xanh. Xanh 50. Xanh 50 chị này. Size LXL nhá. LXL mang vừa. Em thấy cái màu ở ngoài nó xinh hơn trên line chị này. Màu ở ngoài đẹp hơn trên line cho em. Lấy mã xanh. Xanh 50. Dáng dài cho em nhá. Xanh dáng dài. Xanh 50 của chị Bích Hợp. Nhìn mãi mới thấy luôn các chị này. Con này nó gắn là size M mà em thấy nó to lắm luôn ấy. Eo của nó trên 80 luôn các chị. Hơi bị to luôn mà sao nó gắn là size M ta? Tại sao nó lại gắn là size M? Size to vậy mà. Rồi lên tiếp các chị con bi này. Bi này phong lỡ nhá. Lấy chị một mạng bi cho em. Ở cái phần cổ này nó theo cho em chị này. Ở phần cổ là nó theo nhá. Dáng dài. Phong lỡ chứ không phải dáng dài. Rồi con này chị nào em 72, 74 sẽ SM. Này theo này, mạng bi. Bi cho em 40.000 mạng bi nhá. Bi 40. Chị nào mà size nhỏ nhỏ sẽ SM thôi. SM quay đầu cho em. Lấy bi chút bi. Bi 40 nhá. Mạ bi cho em 40.000, chị nào sẽ SM mang vừa. Em 72-74, SM mang vừa cho em lấy mạ bi. Bi cho em 40 nhá chị ơi. Bi 40, chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa, lấy chị một con màu vàng này. Lấy chị một mạ vàng, lấy vàng chốt vàng nhá. Vàng này chị nào size nhỏ thôi, sẽ SM mang vừa, lấy vàng chốt vàng. Vàng cho em 40.000 mạ vàng này, vàng 40, SM mang vừa. Lấy vàng chốt vàng. Vàng 40 nhá chị ơi. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ. Chị nào. Con này nó là áo. Con này là áo cho em nhé. Chị nào eo 74. Eo 74 quay đầu. Hình như hồi chiều có 2 cái y chang nhau đó chị ạ. Nhưng có 2 cái y chang nhau. Có chị nào lấy 2 chiếc không các chị ơi. Lấy nguyên cặp không. Đều là size SM nhá. Nguyên một cặp áo. Áo hết xinh chị này. Con áo này lên mặc lên cực kỳ xinh cho em. Lên mặc áo cho em. Áo 40.000 một chiếc nhá. Mà áo cho em áo 40.000. 40k một chiếc. Chị nào lấy áo chất áo. Mà áo 40. Trời ơi nó không lên luôn á trời ạ. Có con nào dáng dài chất lụa size L để chị con. Dài chất lụa size L à chị ơi. Đây là a. Nó chỉ là dáng lỡ thôi.
Không phải size L. À không phải dáng dài. Em thấy có con size L nhưng mà nó là dáng ngắn, dáng form lỡ chị ơi, không phải form dài đâu. Hết rồi chị. Em hết hàng rồi, không còn. Rồi lấy chị một con cổ yếm này. Cổ yếm lấy chị nào size nhỏ nhá, lấy chị một con cổ yếm. Cổ yếm cho em size S, size M. S M quay đầu lên mã yếm đi. Mã yếm cho em nhá, yếm cho em 4 nha. 40 nghìn. 40k mã yếm này, yếm 40, chị nào S M quay đầu cho em. Mặc lên form cực kỳ xinh. Lấy yếm chất yếm 40. Mã yếm cho em 40 nghìn, size S, size M thôi các chị ơi. S M mang luôn nhá, lấy mã yếm cho em yếm 40. Rồi lấy chị con Caro này xinh này. Caro cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Caro ô to. Lấy Caro chất Caro, Caro 40, chị nào size S, size M thôi nhá. S M mang luôn lấy Caro. Caro trên 40.000, lấy Caro chất Caro, Caro 40. Ủa sao kỳ vậy? Không còn chị nào nữa hay sao vậy? Sao mà em không thấy chị nào comment hết vậy các chị? Lấy Caro chất Caro, Caro 40. Mà em xả rẻ như vậy mà các chị im ắng vậy. Lấy Caro chất Caro, Caro 40. Dạ chị, size hơi nhỏ chị ơi. Em của nó chỉ có là size SM. Rồi chị nào lấy Caro cho em, Caro 40 nhá. Caro cho em 40.000, chị nào sẽ SM thôi. Em 72-74. 72-74 mang vừa. Rồi lấy chị con đen này. Lấy chị một con đen nhá. Lấy đen chắc đen. Đen 40 cho em. Mã đen 40, sao mà toàn là size nhỏ không à. Lấy đen chắc đen cho em. Đen này chị nào L68-70 thôi. Chị nào sẽ S. Chị nào sẽ S mang vừa cho em nhá. Mã đen cho em 40.000 mã đen này. Đen 40 chị nào size S, L68-70 quay đầu, chị nào size nhỏ. Size nhỏ chị ơi, L68-70 size S mang hồ cho em. Lên mạng đen. Đen trên 40.000 mạng đen này. Lên cho chị một con kim sa này. Lên chị một con kim sa nhé, chị nào lấy kim sa, chất kim sa. Kim sa trên 40.000 mạng kim sa này. Kim sa 40 chị nào L76 size L. Con này chị nào size L mang hồ L76. Rồi ok chị. Rồi con này L76 nhá. Chị nào size L mang vừa cho em con này. Chị nào lấy kim sa chất kim sa. Kim sa 40 size L mang vừa L76. Lấy kim sa chất kim sa này. Kim sa cho em 40.000 mã kim sa nhá. Kim sa 40 L76 chị nào size L. Size L L76 nhá. Chị nào lấy kim sa chất kim sa. Em có mấy cái của bé này. Chị nào lấy của bé nữa không? Bé nào 25kg. Bé nào 25kg nhá, bị dơ một xíu thôi. Bé 20. Mạ bé cho em 20.000, bé nào tầm 25kg thôi chị ơi. Bé này nhỏ. Lấy mạ bé, bé bé 20 cho em, bé cho em 20.000. Còn bé này size nhỏ đây. Bé này mấy kg thôi, 7-8kg thôi. Bé này 7-8kg nhá, mạ nhỏ. Chị nào lấy nguyên lô. Lấy nguyên lô không chị ơi? 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 cái này, 6 cái này, 7 cái này, đuôi cá này, 8 cái này, 9 cái này, 10 cái này. 10 cái này. 11 cái này. Từ từ em nhặt thêm nhá. 11 này. 11. 14 chiếc. 14 chiếc, chị nào lại nguyên 14 chiếc này không chị ơi? 14 chiếc. À đây còn này. Đợi em xíu. Em còn chiếc nữa đi phải. Mười lăm chiếc. Nói chung là to nhỏ lớn bé gì là bé lớn bé nhỏ, bé lớn bé nhỏ gì đấy nhá các chị ơi. Xem còn em lấy nốt cho chị nào lấy nguyên lô cho rẻ này. Mười sáu chiếc, chơi nguyên lô đấy chị ơi.
Bán lắc nhắc mệt quá. Rồi, 16 chiếc cho em. Chị nào lấy nguyên này 16 chiếc. 16 chiếc cho em 160.000. Từ 25 cho đến 30 kg hả? Không, từ 6-7 kg. Từ 6-7 kg á chị ơi, không phải là từ 25 kg đâu. Từ 6-7 kg trở lên nhá. Cho đến 25-30 kg. Rồi, chị nào lấy nguyên lô các chị ơi. Lấy nguyên lô cho rẻ đi. 16, 17 chiếc gì đây. Nói chung là tính ra có 10.000 chiếc. 10.000 một chiếc cho. Nguyên lô nhá. Và cái này về các chị bán 40, 50, 60 nghìn có luôn á. Này thì thương lắm luôn này. Cho chị hả? Ok chị Nguyễn Hồng. Nguyên lô luôn này chị này. 16 chiếc. Mang đếm lại nhá. 15, 16, 17 gì đây. 15, 16, 17 đây. Tính ra có 10.000 chiếc. Bán nguyên lô cho đỡ mệt. Xả hết cho các chị đi. Rồi lấy chị con này size lớn. Lấy chị một con này size to cho em nhé. Lấy các chị một mã to. Lấy to chất to. To cho em là eo 90. Eo 90 mã 90. Mã to cho em. Bán lấy chị con này 20.000. To 20. Mã to 20 chị ơi. Lấy to chất to nhé. To to 20.000, chị nào eo tới á, eo tới 90 vậy. 120 hả? 120 không được đâu chị ơi. Em bán lẻ đấy nhờ những cái con kia nó tới 17 chiếc của em á chị. Cái gì bên này, cái gì? Chị Phạm Thị Thuận này. Cái gì nhỉ? Em bán từng đó có 10.000 chiếc là cũng rẻ lắm rồi. Có đơn chị em để đâu ta? Mười bảy mười tám chiếc à, quên gì nhỉ, 16 hay 17 mình đang đếm quên bố mất rồi. Con tím, tím lụa nhá, con tím này lụa này chị nào size nhỏ sẽ ép mà tím, tím chị em 30.000 đi, tím 30 chị nào sẽ ép mang vừa, tím tím 30 nhá, hàng ngày hàng lụa cho em chị ơi, ngày hàng lụa lấy mạ tím, tím 30 chị nào sẽ ép thôi, lấy tím cho tím nhá, mạ tím 30 to hết rồi chị ơi. Hết to rồi, mã tím đi. Tím 30.000. Hình như là hồi chiều em còn, em còn mấy con thì phải. Hình như hồi chiều em còn mấy con bé của bé nữa sao. Nếu mà em ai nhặt thêm tớ tầm 20 trên 20 chiếc thì em lấy chị 200.000 nhá. Tầm 2 trên 20 chiếc em lấy chị 200.000 nha chị nhá. Ok không? Ok không chị? Lấy chị con gấm. Lấy chị một con gấm màu kiểu như là màu vàng đồng cho em chị này. Nó là dạng màu vàng đồng cho em nhé. Rồi eo 82, 82 đến 84. 82, 84 thôi các chị ơi, lấy mã gấm đi. Gấm 60. Gấm cho em 60.000, eo 82 đến 84 nhé. Chị nào size XL đây. 82, 84 mang vừa lấy mã gấm. Gấm cho em 60 này. Gấm 60, eo 82, 84 quay đầu. Size to nhá, chị nào XL đây. Nó dạng như màu đồng cho em ạ. Rồi chị nào lên mạng gấm. Gấm cho em cái gì nhỉ? Gấm cho em cái gì quên rồi. Gấm 60 eo 82, 84 cho em nhá. Rồi ok chị. Lấy gấm chốt gấm cho em này. Một con gấm đỏ nữa các chị ơi. Con là chị nào size M thôi. SM nhá. SM quay đầu lấy mã đỏ đi. Đỏ đỏ bán lốt chị con này 60.000 luôn. Đỏ 60 size M thôi các chị nhá. SM quay đầu cho em lấy mã đỏ. Đỏ cho em 60.000. Đỏ 60 sẽ SM quay đầu. Nói chung là SM mặc được. Rồi lấy chị con trắng này. Trắng này cũng size nhỏ nhưng mà có độ co giãn. Eo 74. Con này eo 74 mang vừa mã trắng. Trắng 20. Mã trắng cho em 20.000 eo 74 nhá. Lấy trắng chốt trắng cho em, trắng trắng 20 eo 74 cho em này. Mã trắng cho em, trắng 20.000 eo 74 thôi các chị ơi. Size M. Size M eo 72 74 cái đầu. Lấy mã trắng nhá.
Chị Nguyễn Hồng ơi, chị lấy nguyên cái lô này không chị, em bán rẻ cho. Nhưng mà nó chỉ là SM thôi. Size SM nhá, thì size L chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi phải. Còn phần đa là size SM cho em này. Nguyên lô nó có 8 cái hay là 9, 10 cái gì đó. Lấy nguyên lô cho em đi, nguyên lô 40 nghìn một chiếc. Em có nguyên một lô đó chị ạ. Lấy nguyên lô cho em đi. Nguyên một lô là 40 nhá. Rồi con này cho em nó là màu bơ. Một con xanh màu bơ cho em chị này. Một con xanh bơ nhá. Chị nào lấy mã bơ đi. Lấy bơ chất bơ cho em. Trời ơi, bơ cho em 40 nghìn. Bơ 40. Chị nào em 70, 72. 70, 72 quay đầu lấy bơ chất bơ. Bơ 40 nhá. À, trắng. Trời ok, trắng của chị này. Trắng của chị Maria Nguyễn Thanh này. Chị Bích Hợp, chị Bích Hợp trắng. A gấm 60. Ok, chị Bích Hợp. Rồi chị nào lấy mã mã bơ. Lấy bơ chắc bơ nhá. Bơ chị em 40.000 mã bơ. Bơ 40 chị nào mà eo size nhỏ, size SM thôi. SM quay đầu, lấy bơ chắc bơ. Bơ hay. Bơ 40. Bơ chị em 40.000. Lấy bơ chắc bơ nhá. Mã bơ chị em chị nào size SM quay đầu. Bơ 40, màu xanh bơ cực kỳ xinh. Nhưng mà chị Trần Tân Xỉu lấy áo. Lấy áo chị mới bỏ ra. Không phải size L đâu chị, con đó không phải size L đâu. Con đó size nhỏ. Con đó size nhỏ chị, size gì à? Size SM á, SM thôi nhá. Rồi lấy chị con lụa này cho em này. Lấy cho chị một mã lụa, chị nào lấy lụa chất lụa đi. Lụa cho em eo 80. Có thể eo 80 mang vừa cho em nhé. Mã lụa em chào chị Nguyễn Tuyết Nha. Rồi lấy mã lụa 40. Lụa cho em 40.000. Chị nào mà size XL. XL nhé chị ơi. Lấy mã lụa cho em 40.000 mã lụa này. Lụa 40 chị nào mà size XL quay đầu. Lô hoa đó mới không? Mới nhé chị ơi. Yên tâm đi. Lấy cái mở hoa chị mới bỏ ra. Bông đen nguyên lô chị. Bông đen nguyên lô chị không vừa đâu. Chị Trần Tân Sửu ơi. Bông đen nguyên lô chị không vừa đâu. Chị Nguyễn Hồng có lấy nguyên lô không? Lấy nguyên lô cho rẻ. Lấy cái mở hoa. Rồi chị nào lấy mã lụa cho em. Lụa cho em 40 nhá. Lụa 40 chị nào mà sai không? Sao XL, lụa là XL mang vừa cho. Lấy lụa 40, XL mang vừa. Lấy chị con đen này. Con đen này có độ co giãn nhá, các chị mà eo 80. Eo 80 mang vừa cho em, mã đen. Đen 40. Hàng này hàng co giãn. Cái này, cái vải này các chị mặc cực kỳ mát luôn nhá. Vải này mặc mát lắm này. Chị nào mà sao XL mang vừa, LXL được vừa nhá. LXL mang vừa cho em có độ co giãn. Eo 80 mang vừa. Chị nào lấy mã đen. Đen cho em 40 cho em. Mã đen 40 chị nào size L và XL được vừa nhá. Hàng này hàng co giãn cho em chị này. Đen 40. Vừa con lụa cũng xinh, con đen cũng xinh mà không chị nào lấy hết à. Đen chị muộn màng này. Khổ. Đen chị muộn màng. Rồi con lụa không chị nào lấy hả các chị? Hết đen, còn lụa thôi. Lụa xinh lắm mà không chị nào lấy hả? À? Lụa này eo 80 này. Trời ơi, thiệt hay giỡn vậy các chị? Thiệt hay giỡn vậy các chị ơi? Lụa cho em 40. Chị nào mà size á? À? Size gì quên rồi? Size XL. Rồi cái con caro này nhá các chị nhá. Em nói các chị con caro này. Cái này á, các chị mặc đi ngủ thôi. Thôi mặc đi ngủ thôi nhá. Chứ các chị mà mặc... Cái con này nó hơi mỏng, các chị đứng ở cửa. Đứng ở cửa là nó bị là nói chung là nó hơi mỏng nhá, nhưng mà size to. 65 70 kg luôn, co giãn thoải mái. Con này 30.000 đi, caro 30. Còn không về các chị cho thêm một miếng lót vào. Cho thêm một miếng lót vào nhá. Còn không thì mặc đi ngủ cho mát vậy. Chứ con này nó hơi mỏng một xíu.
lấy cái gì nhỉ? Caro, caro 30 đi, caro trên 30.000, sai lên to. Lấy caro trước caro. Caro 30 nhá. Hơi mỏng một xíu. Cái này bạn đi ngủ thì thích này, nó mát. Vải nó mềm. Rồi chị nào lấy caro. Caro 30 chị nào mà sai á, nói chung là sai to đó. Eo của nó hơi bị ự luôn. Eo của nó phải tới 100 trên 100 á. Chị Nguyễn Thị Gái. Xanh. Xanh gì á chị? Xanh gì á? Caro 30 chị biết không? Ủa chị ơi lấy xanh gì á? Xanh gì 30 vậy chị? Em chị Hoa Thị Yến cho chị xem con đỏ trên sào. Ủa con đỏ trên sào à? Xanh nhỏ chị ơi. Xanh nhỏ thôi nhá. Size SM thôi. Cái gì nhỉ? Đỏ 60.000. Đỏ 60, nó là hàng gấm cho em chị ơi. Nó là hàng gấm size SM thôi. Em có một con gấm màu hồng này. Con này chị nào size nhỏ? Con này chị nào size XS nhá. XS thôi, chị nào tầm eo 66. Eo 66 quay đầu thôi các chị ơi. Eo 66 nhá, size nhỏ quá, bán chị con này 50.000. Lấy mã hồng, hồng 50. Hồng cho em 50.000 chị nào mà size XS thôi nhá. Nói chung là size nhỏ. Tầm eo 66 thôi. Eo 66 quay đầu lấy hồng chất hồng. Hồng hồng. Hồng 50 hàng gấm như em này. Rồi lấy chị con lụa tím. Con này chị nào size L, có độ co giãn nhẹ cho em nhá. Con này size L có độ co giãn này, lấy mã tím đi. Tím 30. Mã tím trên 30.000, chị nào size L mang bộ eo 76. Eo 76 nhá, 76 78 hàng này có độ co giãn nhẹ cho em. Rồi lên mã tím, tím 30. Xanh. Xanh bo hả? À, xanh bo. Khổ. Xanh bo. Xanh bo đây hả chị? Ok chị này. Em chụp lại cái số điện thoại của chị nữa. Đâu rồi? Nó lại mất cái số điện thoại của chị rồi. Rồi Nguyễn Thị Gái. Không được rồi. Từ từ, mất rồi. Rồi ok, Nguyễn Thị Gái. Xanh bơ 40, size nhỏ nhá chị nhá. Con này size nhỏ á. Nguyễn Thị Gái. Tím của chị Nguyễn Tuyết Hoa lên số cho em nhé chị ơi. 30 lên số cho em chị ơi. Nguyễn Tuyết Hoa. À quên, Nguyễn Tuyết Nga 30. Con này 30 này. Size L nhé chị ơi. Con này size L 30.000. Chị Nguyễn Tuyết Nga. Rồi ok chị. Chị Nhi Trầm. Cái nào 55kg? 55kg mà chị cao không chị? Xin chào chị Bích Hằng Nguyễn. Đỏ là họa tiết hoa hay rồng chị? Nhìn như rồng nếu hoa thì chị lấy. Chị cho chị con lụa. Lụa này á chị, lụa này eo 80 á chị ơi. Con lụa khi nãy hả? Con là eo 80 chị em nhá, lụa là 40.
Con này là hoa chị ơi. Họa tiết hoa cho em nhé, không phải dòng đâu. Họa tiết hoa này, thấy không? Không phải là dòng. Lấy thì lên sổ cho em. Chị hoa yến nhì. Này là dòng, a à, gì nhỉ? Lộ a à, gì nhỉ? Hoa. Hoa chứ không phải là dòng. Hoa cho em nhé, lấy thì lên sổ cho em chị ơi. Các chị ơi, chốt đủ đơn em đi đơn nhé. Em đi đơn từ 80.000 nhé các chị nhé. Em đi đơn từ 80.000. 1m60, 55kg. 1m60, 55kg. Chị mặc size M. Không thì lấy size L chứ chắc ăn đi. Còn không thì lấy size L. 1m60, 55kg thì mặc size M đó. Nhưng mà chị ở cái vòng eo chị to. Nếu mà eo to thì lấy size L. Còn không thì lấy size M cho em nhé. Con này eo 80 chị này. Lấy phải con này không chị? Hay là cái lên con lụa khác? Ý là chị lên lên con lụa khác hả? Tím, tím, tím hết rồi chị Mimon. À, chị muộn màng. Hết tím rồi. Con tím này thôi. Có con tím này thôi này. Tím này là eo có. Con này, tím này là size S thôi. Tím nhỏ. Tím nhỏ thôi chị, còn tím kia hết. Tím kia hết nhá. Em còn tím nhỏ. Rồi lấy chị con vàng. Con vàng cái này em thấy nó màu đó. Này các chị mặc ở nhà thôi. Nó em thấy nó lụa 40 ok chị. Chị lấy là một size lớn một size nhỏ ấy nhá chị Nguyễn Tuyết Nga ơi. Một size lớn và một size nhỏ đó. Một con L và một con XL. Nghe như ta 40. Cái con này em tặng các chị đi. Nó em màu em thấy cái màu nó hơi cũ nhưng mà ý là nó vẫn còn đẹp á. Bỏ đi thì uổng, có chị nào lấy mặc ở nhà. Mặc ở nhà cho mát. Mặc ở nhà cho mát nhá. Mặc ở nhà thì vẫn còn ok. Còn mặc đi chơi thì mí ấy thôi chứ còn là. Mặc ở nhà thì vẫn ok nhá. Mặc ở nhà là vẫn ok cho em, chị nào lấy em tặng. Em bỏ đi thế thế nó hơi uổng. Tại vì cái hàng này mặc mát này. Này mặc mát mà bỏ đi hơi uổng. Các chị mặc ở nhà cho nó mát. Rồi mặc tặng. Tặng cho em size lớn. 1m à, 1m55 nặng 72 tí hả? 1m55 nặng 72. Ui size to em không còn đâu chị. Hết size to rồi. 1m55 72 thì không còn. Không còn, không còn. Em còn size nhỏ. Rồi, tặng chị Bích Hợp đi. Tối em sẽ tặng cho mỗi chị một chiếc. Nói chung là chị nào là có đơn thì em tặng nhá. Cái này size to tặng cho chị Bích Hợp. Thì nếu chị nào size nhỏ em tặng cho chị con khác. Ok không? Rồi con này size nhỏ, chị nào size S. Size S nữa chị ơi, một con lụa màu đen. Size S 5 vừa, lấy mạng đen. Đen cho em 40 nhá. Đen 40.000, chị nào size S thôi. Eo 68-70. Eo 68-70, chị nào mà size S. Size S, size S 5 vừa cho em. Size S nhá, chị nào size nhỏ nhỏ, SM. Rồi con này chị em này, SML. Con này SML này. Chị nào size nhỏ em tặng con chị con này đi. Tặng luôn các chị con này. Tặng chị nào đây? Chị Maria Nguyễn Thanh nhá. Tặng cho chị Maria Nguyễn Thanh này. Tặng cho mỗi chị một chiếc này. Size nhỏ. SML được. SML nhá. Hai hàng co giãn nhẹ một xíu. Ngồi lên các chị con lụa. Con lụa này eo 70-72. Con này eo 72 mang mùa cho em nhé. Một bó hoa màu vàng cho em này. Eo 72 quay đầu cho em con này. Chị nào lấy mã 27. 27-40. 27-40 eo 72. Lấy 27 chốt 27. 27 eo 72 cho em 40.000 cho em. Tặng chị con rồi ok chị. Chị nào có đô là em tặng hết. Rồi con ơi chị nào lấy mã thì quên rồi. Mã 27 à? 27. Lấy chị con này nữa này. Lấy chị con form xuông nhá. Lấy chị một mã xuông này. Cái con xuông này chị nào tầm 55kg không? 55kg mang của hàng sắt nách form xuông. Chị lấy mã đen. Đen cho em 40.000 mã đen nhá. Đen 40. Chị nào mà size S. À gì?
55 kg, size L quay đầu. Lấy mã đen, đen cho em 40.000 mã đen nhá. Đen cho em 40.000, chị nào mà size á? Chị nào mà size L mang hộ cho em. Lấy đen chất đen. Đen 40 cho em nhá. Mã đen cho em 40.000, chị nào size L. Đen của chị Nguyễn Tiếp Nha. Rồi con này nó là áo này. Áo nhá, áo đấy chị nào size màu và size lò. Màu lò mang vừa chị nào lấy em tặng đi. Mà tặng nhá, con này là áo. Áo này là màu lò cho em. Chị nào thích áo thì lấy con này này. Chị nào lấy áo em tặng. Tặng áo nhá, áo đấy chị nào size lò. Màu lò bon cho em được cho em. Màu lò mặc được con này cho em này. Rồi chị nào lấy em tặng nhá, tặng mặc áo đi. Áo đấy chị nào lấy em tặng này. Nào. Tặng cho chị Nguyễn Hồng. Tặng chị Nguyễn Hồng. Rồi em lại bán nhé. Cứ bán một xíu lại tặng nhé chị ạ. Hôm nay vừa bán vừa tặng. Hôm nay vừa bán vừa tặng này. Vừa lấy chị con này size lớn. Con này size lớn cho em. Chị nào eo 80 mang vừa lấy mã tím. Tím cho em 20.000. Mã tím 20 eo 80 chị nhé. Phong lỗ chị này. Rồi mã 80 eo. Nghĩ eo 80 cho em hạ mã tặng. Mã tím. Lấy mã tím nhá. Lấy tím chất tím. Tím 20 eo 80. Lấy tím chất tím. Tím cho em 20.000. Chị nào eo 80 mang vừa. Lấy tím chất tím nhá. Mã tím tím. Tím cho em 20.000 mã tím này. Tím 20 chị nào eo 80 vậy. Rồi con này chị nào size mỏ. Phong lỗ. Size màu phong lộ cho em về mã xanh. Xanh cho em 40.000. Mã xanh cho em 40 nhé. Chị nào lấy xanh chất xanh này. Xanh xanh 40. Chị nào mà size size cái gì? Quên rồi. Size màu SM mang mùa. Xanh 40. Chị Ngô Hoa. Hoa Ngô Thanh. Chị Hoa Ngô Thanh. Chưa có đơn đúng không chị? Cho em. Chị lên số cho em đi chị ơi. Lên số cho em. Chị Hoa Ngô Thanh. Thế như chị có đơn thì đúng hơn á. Cô lớn tặng cô hả? Con đó cô mặc đâu có vừa. Nè. Hoa Ngô Thanh. Được không ta? Nó lại ẩn quá trời. Có dài xe mờ không ạ? À không phải. Cái này nó bị ẩn từ khi nào rồi? Rồi, ok chị Hoa Ngô Thanh. Rồi lấy chị con caro này. Caro này chị em nhé, nó là form suông. Nó là hàng suông size L. Nó theo hình chảy râu cho em chị ơi. Cái chảy râu này nó là theo nhá. Lấy mã sọc đi. Sọc cho em 40.000 mã sọc. Sọc 40 chị nào size L cho em nhé. Size L mang vừa, lấy sọc hết sọc. Sọc 40.000. Mã sọc 40, size L mang hộ cho em. Lấy sọc chất sọc cho em nhé. Sọc 40, chị nào size L thôi. Em có con đen này xinh này, nhưng mà chị nào size nhỏ. Lấy mã đen nhé, đen cho em 40.000. Đen này đen kiểu 40.000 cho em. Chị nào mà size nhỏ thôi. Size XS nhé. Chị nào eo 66 thôi. Eo 66 quay đầu, lấy mã đen. Đen cho em 40.000 mã đen nhé.
Mã đen 40 chị là eo 66 size nhỏ. Lấy đen chất đen cho em, đen 40. Mã đen cho em 40.000 eo 66 mang thua, size hơi nhỏ. Lấy chị một con dài này. Cái này hình trái cherry cho em. Size to nhá. Size to cho em chị nào là eo 80 các chị ơi. Một cái trái cherry cho em eo 80 quay đầu. Eo 84. Eo 84 85 các chị ơi. Eo 84 85, mã 84 đi, mã 84 eo 84 cho em 40.000 không các chị ơi. 40k mã 84 eo 84, cái này nó hình cái trái cherry này. Mã 84 eo 84 cho em 40.000. Lên áo trên sào đi. Áo trên sào chị mặc size gì chị ơi? Trên sào chị mặc size gì á? ML à chị? Nào cho chị biết hộp này. Em có cái con phong xuông này chị này. Một con phong xuông màu trắng nhá. Nó bị đen màu một xíu thôi chị ơi. Con này chị nào mà size L. Size L mang vừa cho em nhé, nó bị lem màu một xíu các chị này, thấy không? Đó, nói chung là nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, chị nào lấy em tặng nhé. Mã tặng đi, tặng size L. Chị nào lấy em tặng nhé, con này chị nào size L nó bị lem màu một xíu đâu. Để các chị tẩy là nó ra mà. Nói chung là một tí thôi không ảnh hưởng gì đâu. Cũng chẳng nhìn thấy cái phần, nói chung nó đỏ ngay phần đằng sau nách á. Rồi tặng cho chị Nguyễn Tích Nha này. Nói chị một xíu thôi nhá. Nói chung là để ý thì nhìn thấy đâu, không để ý cũng chẳng nhìn thấy đâu. Em thấy thì em tặng các chị thôi chứ còn em bán em thấy kỳ kỳ em tặng thôi. Chứ còn nó không có làm sao hết. Rồi con này tiếp cho em này. Trời ơi. Này theo nhá. Lấy chị một con họa tiếp theo. Một con họa tiếp theo. Nói chung là nó theo toàn bộ cho em. Màu xanh này nó như là màu xanh gì mà. Xanh này là xanh gì ta? Size nhỏ thôi chị ơi. Chị nào E66. E66 rồi nhá, size nhỏ. Chị nào size nhỏ lấy con này cho em. Lấy mạng 39. 39 cho em, 50.000 mạng 39 này. Mạng 39 50, con này xinh quá, là size nhỏ. Lấy 39 cho 39. 39 cho em 50.000 mạng 39 này. 39 50. Chị nào mà sẽ thôi chị ơi. Size nhỏ nhỏ nhá, xinh mà lại size nhỏ. Xinh nhưng mà lại size nhỏ cho em. Rồi lên tiếp các chị một con lụa này. Lụa này chị nào size M, ML. ML mang vừa cho em nhá. Nó là hàng cái gì nhỉ? Nó là sắt nách. ML mang vừa cho em lấy mã lụa. Lụa 40 chị này. Lụa cho em 40.000. Eo 80 đo lại hả? Eo 80 đo lại. Khi nãy chị lấy là con gì ta? Rồi con này chị nào lấy mã lụa. Chị Nguyễn Thị Gái. Đâu rồi trời? Cái đơn chị ở đâu ta? Lấy chị chốt con nào cho ta? Lấy gì nhỉ? Em chân đó hình như không có size là chị đâu chị ơi. À có con này eo 84 85 này. Lụa 40 của chị có may. Eo 84 85 nhé chị ơi, nó bị một xíu thôi. Nói chung là các chị để ý thì nhìn thấy nhá, để ý thì nhìn thấy, còn không để ý cũng chẳng thấy đâu. Rồi mã lỗi. Lỗi 50 chị ơi. Mã lỗi cho em 5.000 mã lỗi này, lỗi 50 chị nào mà size to nhá. Size to lụa cho em 40.000. Nó là hàng suông, con này là hàng suông SML mang được á. Nên là các chị SM cũng mang được, size L cũng mang được. Dễ mặc nhá. Phong xuông sát nách đúng không? Rồi con này màu xinh này. Con này các chị mặc tôn da nhá. Này chị nào size M thôi. Size M mang vừa, màu này cực kỳ xinh em. Còn nguyên tem. Mà tem trên 40.000 mà tem. Tem 40 chị nào size SM được vừa nhá. Màu còn tem mà. Con này xinh, lỗi của chị biết hợp. Lỗi chị biết hợp, lên mạng tem 40.
Mã tem chị em 40.000. Tem 40 chị ơi. Tem chị em 40.000. Chị nào size á? Size gì quên rồi. Size màu. Size màu nhá. Chị nào lấy tem thức tem. Tem 40 size màu quay đầu. Hết màu mang vừa cho em mã tem đi. Tem 40. Cái màu đó cưng lắm các chị. Màu nó hơi bị xanh luôn. Rồi lấy tiếp chị một con dáng dài này. Size màu lờ nhá. Màu lờ mang được. Nhưng mà nó bị bung chỉ. Không phải bị rách đâu. Để các chị may lại giùm em. Hồng. Hồng 50. Mã hồng cho em 50.000. Chị nào size lờ. Size lờ mang vừa cho em nhá. Lấy hồng chốt hồng. Hồng hồng 50 này. Tem. Chị Nguyễn Hồng lấy con tem này hả? Lấy hồng chất hồng nhá. Mã hồng cho em. Hồng là 50. Size lờ. Phong lỡ. À, đúng rồi. Màu lờ chứ. Màu lờ đều mang được. Rồi. Màu lờ quay đầu. Lấy hồng. Hồng 50 chị ơi. Hồng 50.000. Mặc lên phong xinh lắm nhá. Mà lên phong cực kỳ xinh luôn chị ơi. Phong lỡ cho em. Hồng 50. Hồng 50. Có caro đuôi cá không? Caro đuôi cá chị em có. Em biết giờ nó nằm góc nào đây. Em có. Rồi con hồng này chị nào lấy hồng cho em. Hồng 50.000. Ủa không chị nào lấy con này à? Chị lên giỡn vậy. Mặc lên cho các chị coi này. Hôm lỡ nhá. Chị nào size M, size L lấy ngay con này đi. Trời ơi chưa bao giờ em xả cái con này con 50.000 nữa. Thiệt tình chứ. Hôm nay xả like cuối mà các chị không hót nữa thì thôi nhé. Này. Rồi, thành phong xuôi cũng được. Các chị size M cũng mặc được. Size L cũng mặc được. Nó bị bung chỉ thôi, không phải rách đâu. Ồ, nhưng nó bảo nó bị bung chỉ mà. Không phải rách đâu nhá. Rồi, size M, size L đều mặc được. Các chị size L thì nó ôm vào người hơn. Còn size M thì nó như thế em mặc này. Em mặc nó hơi rộng một xíu. Màu đẹp cho đủ đơn hả? À? Đủ đơn mà chị mặc size XL à? Chị size to à? XL L80 hả? Không biết là có mà không chọn được không chị ơi? Rồi con này chị nào lấy mã hồng? Thế này con đó chị không lấy. Con đó rộng hơn một xí, không lấy. Con nó đẹp mà. Con đó đẹp thì chị lại không lấy. L80 đây, L80 đây. Khoan, không, con này size M thôi. Size ML 74. ML 74 nhá. Này mã hoa 40 này. À cách tân cho em 40.000. Chị nào sẽ SM thôi. SM quay đầu lấy cách tân cho em. Cách tân 40. Cách tân cho em 40.000. Chị nào sẽ SM nhá. SM quay đầu lấy cách tân trước. Cách tân 40 thôi các chị ơi. Cách tân 40. Chị nào mà sai á. Không biết là còn không đây chị ạ. Rồi con này. Con này size M và size L nhá. M là mang vừa. Con này nó là phong đầm. Lấy đầm chứ đầm. Đầm cho em 40 này. Đầm 40. À rồi ok chị. Rồi mã đầm. Rồi con cách tân nó không chị nào lấy à. Cách tân size SM mà không chị nào lấy hả? Ủa sao kỳ vậy? Em thấy các chị hơi kỳ kỳ nha. Còn cách tân xinh vậy không chị nào lấy. Rồi con này chị nào lấy mã đầm. Đầm này ML mang vừa. Mã đầm cho em đầm 40 nhá. Đầm cho em 40.000. Chị nào size M và size L. ML mang đẹp cho em. ML mang đẹp nhá. Rồi con này chị nào size nhỏ. Nhưng 75-77. 75-77 cái này không có. Rồi lấy đôi cá cho em. Lấy mạ cá đi. Cá cho em 40.000. Mạ cá 40. Cá cho em 40.000. Chị nào mà sai á. Sai gì quên rồi. Cá là size SM. Cá là SM chị nhá. Lấy cá chốt cá. Mạ cá.
Rồi lấy chị một con hoa sen này. Cái này nó theo chị ơi. Cái này theo nhá. Chị nào lấy sen đi. Mã sen cho em sen 40.000. Mã sen sen 40 này chị này. Sen cho em 40.000 cho em nhá. Rồi cái này chị nào size L E76. Cái này nó theo nhá chị ơi. Rồi lấy mã sen sen 40. Chị nào size L mang hộ E76 này. Em phải đi uống nước một cái các chị ơi. Đợi em xíu nhé. Đi uống nước một cái. Chị khát nước quá rồi. Cách tân đầm sen chị cỏ may. Cách tân đầm sen. Rồi sen này. Sen 40 này. Cách tân 40 này. Đầm 40 này. Này của chị cỏ may này. Cách tân này. Cách tân này, đâu rồi? À đây. Hai con này. Hai chiếc này. Chị Nguyễn Hồng ơi, chị nhận đơn chưa? Đơn kia chị nhận chưa chị? Cái gì đâu? Nào chị nhá. Hoa ngô thanh. Để em xíu chị ạ. Cái điện thoại nha. Cái điện thoại chấp đơn này cũng chẳng để làm được cái gì. Có nhìn thấy được cái gì đâu trời. Cho coi cái xám trên xảo. Cái màu xám á. Màu xám rồi. Cái này anh chị ơi, size nhỏ. Này không phải màu xám, nó màu xanh xanh. Nó không biết kiểu màu xanh gì không biết đây. Nhưng mà size nhỏ chị nhá. Chị nào mà size XS thôi. Nói chung là eo nhỏ lắm chị. Eo của nó, eo có eo tầm 66 chị ơi. Eo 66 có đầu em nhá. Size hơi nhỏ. Size nhỏ nhưng mà xinh. Người lấy chị một con mèo. Mèo này chị nào sẽ SM nhá. Con này có độ to giãn. Chị nào sẽ SM mang bộ cho em. Mèo này hàng không body cho em này. Còn xinh như thế này mà. Rồi lấy chị con cách tân này của bé này. Cách tân này chị nào size nhỏ nhá, không thì lấy cho bé cho em. Chị nào lấy em. Này nó theo. Họa tiết là theo hết nhá. Nói chung là hoa theo hết. Chị nào lấy mã nhỏ đi, nhỏ 40. Mã nhỏ cho em 40.000 một con cách tân cực kỳ xinh nhưng mà lại size lại nhỏ. Lấy mã nhỏ cho em, nhỏ nhỏ 40 nhá. Chị nào lấy nhỏ chắc nhỏ cho em, nhỏ cho em 40.000. Mã nhỏ 40, chị nào mà size. Nói chung là bé lắm. Chị nào E62 gì đó thôi. Còn không thì lấy cho bé. Rồi lấy chị con này, nó họa tiết của nó là nhung nhá. Con này họa tiết nhung chứ không phải nó vải nhung chị ơi. Một con họa tiết nhung cho em, lấy mã nhung đi. Nhung 40 cho em. Nhung 40. Chị nào mà E70-72. E70-72 quay đầu cho em lấy mã nhung. Nhung cho em 40.000 mã nhung nhá. Nhung 40. Chị nào là một con họa tiết nhung cho em. E72 quay đầu. Chị nào sẽ SM thôi. Rồi lấy mã nhung. Nhung 40. SM quay đầu cho em con này.
Rồi lấy chị con xanh này. Xanh này size lớn đấy chị ơi. Lấy mã xanh nhá. Xanh cho em. Chị là eo 80. Lấy mã xanh, xanh 20 này. Mã xanh cho em 20.000, chị nào size XL mang vô eo 80 qua đầu cho em con này. Eo 80 họa tiết xinh quá nhỉ. Nó có hình cái bình hoa. Nó có hình cái bình hoa cho em chị. Hình bình hoa nhá. Lấy mã xanh, xanh 20. Hình hoa à, hình bình hoa cho em chị. Con này dễ thương. Xanh 20 eo 80 size XL mang vừa. Chị Thanh Ngân à, cho chị cách tân nhỏ. Chị Thanh Ngân. Xanh chị có may. Chị Thanh Ngân hả? Của chị Thanh Ngân. Ủa nay có chị nào bom hàng em ta? Nay có chị nào? Chị Thanh Ngân à? Chị ơi lên số cho em nhé chị ơi, lấy lên số cho em. Eo của nó là nhỏ lắm nhé chị. Chị Thanh Ngân. Con này 40. Bé lắm chị ơi. Chị lấy size nhỏ à? Em có con này xinh lắm này nhưng mà cũng nhỏ nhá. Toàn là mấy con xinh xinh mà lại size nhỏ. Xanh 20 hết. Có con nào đang ở màu xám không? Không có chị ơi, hình như là không có chị bạn. Không có gì chị ơi. Rồi em lấy chị một mạng lá này. Lấy chị một mạng lá nhá. Lá này chị nào size nhỏ sẽ ít thôi chị ơi, em 68-70. Lấy lá chất lá, lá 40 chị ơi. Mã lá cho em 40.000, con này chị nào size nhỏ sẽ ép thôi nhá. Lá cho em 40.000 chị nào sẽ ép. Chị à, chị Phạm Hồng Thu. Chị ơi không có cái nào vừa có tay cọc và vừa eo 85 của em à chị em. Em nặng 58kg em không thích. Tay ghét nít đo. Nó tàn phí mà. Chị ơi, chị khó coi em like đi. Chị khó coi em like chị ơi. Vậy em cũng không biết nó nằm ở góc nào em lên nó không chị luôn ấy. Em không biết nó nằm chỗ nào để mà lên luôn ấy chị ơi. Chị khó coi em like một xíu đi. Rồi chị nào lên mạng lá nhá. Lá cho em 40. Mạng lá cho em 40.000. Con đó chị nào sẽ ép S 870. Nên em có con này dễ thương lắm luôn chị này. Mỗi tội là size nhỏ. Này nó theo hình con voi nhá. Nó theo hình voi cho em, con này cực kỳ xinh, lấy mã voi. Voi cho em 40.000 mã voi này. Voi cho em 40 nhất, lấy voi chất voi. Voi cho em 40.000 chị nào sẽ ép. Nói chung là size nhỏ, XS chứ không phải là S nữa. Con này là XS nhá, không phải là S đâu chị ơi. Tầm eo 66-68 gì đó thôi. Size nhỏ nhỏ nhưng mà lại xinh. Phần đa là những cái con size nhỏ không à. Những cái con size nhỏ đều là con xinh. Các chị lấy cho các bé tầm cỡ 10 à. 12, 13 tuổi á, các bé mới lớn á. Mặc mấy con đó dễ thương lắm. Tối nay không có zoom ạ. Ủa chị ơi, bên em đâu có bàn zoom đâu. Bên em đâu có bàn zoom đâu chị ơi. Bên em chỉ có sườn xám thôi chị. Chị nhầm bên nào rồi. Nhầm bên nào rồi chị ơi, bên em có zoom. Rồi em lấy chị một con lụa màu xanh này. Lấy chị con lụa xanh cho em nhé.
con này chỉ là L72. L72 mang vừa. Lấy mã lụa, lụa 40 nhá. Lụa trên 40.000 chỉ là L72 mang vừa. Sẽ SM quay đầu trên. SM mang vừa trên nhá. Lấy lụa chút lụa này. Lụa 40. Lụa 40.000 trên. Rồi lấy tiếp cho chị con lụa này nữa. Lụa này chỉ là size M. ML nhá. ML mang vừa trên con này L76. Mã 76 L76 đi 40.000. Mã 76 L76 trên 40k, chị nào size M và size L. Siêu phẩm trên sào eo to. Không chị ơi, trên đó còn toàn size nhỏ không ạ? À? Toàn là SM không mấy chị? SM. SM. SML. SML thôi chị. Rồi lấy chị con họa tiết này cho em nhé, một con màu trắng. Màu trắng size S L68-70 cho em. Mã trắng, trắng cho em 40.000. Trắng 40 nhá, nó là form lỗ. Lấy trắng chốt trắng, trắng trắng 40. Đơn giản nhưng mà lại xinh, có hoa theo a à, hoa cho em. Hoa là hoa nổi. Chị nào mà L68-70 size S mang bùa. Lấy trắng chốt trắng. Rồi con họa tiết này xinh lắm này. Chị nào size M thôi L74. Con này L74 mang bùa cho em nhá, chị nào size M. Mã 108, 108 40 chị này, xinh không? Lấy 108 chứ, 108 trên 40.000. Chị nào size M L74 nhá, con này chị nào size M lớn. Size M lớn mang vừa L74 mang vừa, lấy mã 107, 107 40. Lấy 107 chứ 107. 107 trên 40.000. Lấy chị con đỏ. Lấy chị con đỏ này cho em, đỏ này L74 75 nhá, có độ co giãn nhẹ. 74-75 con đỏ lấy mã đỏ, đỏ cho em 40.000. Mã đỏ 40, L74-75 con đầu cho em lấy mã đỏ. Đỏ, đỏ 40 nhá. Mã đỏ cho em 40.000, L74-75 con đầu. Mấy giờ rồi các chị? 10 giờ rồi á, nhanh vậy á. Rồi chị nào lấy mã đỏ cho em. Đỏ cho em 40.000 mã đỏ nhá. Chị nào mà size 74-75. Đây form suông đây. Lấy chị một con form suông này. Chị nào 60 kg nhá. 60 kg với đầu cho em con này. Một con form suông. Này nó thêu ở phần cổ này, phần tay nó là thêu cho em. Lấy mã suông, suông 50. À suông 40 đi. Size L nhưng mà con này size L lớn. Size L lớn nhá, lấy mã suông. Suông suông cho em 50.000 mã suông, 40.000 chứ. 40k mà xuông cho em, xuông 40. Chị nào size L lớn nhá. 60kg bắt đầu. 60kg mang vừa cho em. Lấy chị một con hoa nhí này. Hoa nhí này các chị SML đã mang được. SML mang vừa cho em nhá, hàng này hàng co giãn. Các chị thích mặc ôm thì lấy con này cho em, lấy mã xanh, xanh 40. Xanh cho em 4.000, xuông của chị Nguyễn Thị Sáng. Lấy xanh chốt xanh, xanh cho em 40 chữ ơi. Xanh cho em 40.000. Hình như đơn chị em đi rồi sao nhỉ? Ở bên này im luôn rồi trời. Bên này im luôn rồi các chị, hay là nó bị ẩn á. Tối nay chị nào lấy chốt đủ đơn cho em nhé các chị ơi. Không là em nghỉ 2-3 bữa chị. Nghỉ 2-3 bữa em đi bán lại nhá. Đỏ. Đỏ là đỏ 40 của chị Muộn Mang.
đỏ 40 chị một nàng. Nó bị bẩn, bị nó bị ẩn các chị ơi. Nó bị ẩn nhá. Con này 40.000. Tối nay chị nào chốt đủ đơn cho em nhé các chị ơi, các chị khách mới. Các chị khách mới chịu khó chốt đủ đơn cho em. Chị cho xem lại con đỏ, đỏ hết rồi chị ơi, thanh ngân cách. Còn cách tân không hả chị? Mai nhắn chị chuyện nhé. Rồi ok chị. Của chị nếu chưa đủ đơn thì em để đơn. Rồi ok chị, em đang nói như chị khách mới thôi. Cái gì? Chị ngủ đây. Rồi, ít mà chị. Có ít đi luôn à? Chị có mai ít đi luôn à? Hay là để mấy ngày? Ui, bên này chị cũng lấy đỏ này. Mà không thấy này. Cho chị xem lại hết các chị ơi. Cái tân hả? Để em xem còn không. Chị ơi, cái gì? Chị có mai để đó hay là mấy bữa nữa rồi đi? Chị cũng ít mà. Đi luôn hay là sao? Thích tân đấy chị, đến xem còn, em biết là còn không đây. Rồi con này form đầm nhá. Chị nào thích đầm nhớ đầm cho em. Đầm này là sẽ SM này. Này mã đầm. Mã đầm cho em đầm 40 nhá. Đầm cho em 40.000. Lấy đầm thích đầm cho em đầm 40. Chị nào sẽ SM thôi. SM quay đầu, lấy mã đầm. Đầm 40.000. Mã đầm cho em 40, chị nào sẽ SM nhá. SM quay đầu, lấy mã đầm. Đầm 40. Em không biết là cách tân còn hay không đấy chị ơi. Không biết là nằm góc nào mà lên luôn á chị. Rồi con này size nhỏ chị nào sẽ S. Dáng lỡ tay lỡ cho em. Dáng lỡ tay lỡ cho em, chị nào sẽ S thôi. Con này màu vàng nhẹ nhá, lấy mã vàng đi. Lấy vàng chốt vàng, vàng 40.000. Mã vàng 40 chị nào sẽ S. Sẽ S mang mua cho em, lấy vàng. Vàng cho em 40.000 mã vàng này. Rồi ok chị. À sao lại chị mới hả? Rồi ok chị. Rồi chị nào lấy vàng cho em. Vàng là chị nào sẽ ép xoay nhỏ nhá. Cứ nói một cái là nó mất luôn. Khổ thật đấy chứ. Lấy vàng chốt vàng, vàng 40 chị ơi. Mã vàng cho em 40.000 chị nào sẽ. Rồi lên caro này. Caro này cho em chị nào cũng sẽ luôn sao. Từ nãy giờ cầm toàn sẽ không chờ. Caro 40.000. Caro 40 nhá, chị nào sẽ thôi E6870. Chị nào lấy caro chốt caro. Caro caro. Caro cho em, caro là chị nào sẽ mang hộ em nhá. Chứ không còn cách tân đâu chị ơi. Rồi em lấy chị một con lụa. Một con lụa đen nhá. Toàn size nhỏ nhưng tối nay không có chị nào size nhỏ như vậy. Thế như không có chị nào size nhỏ đúng không chị ơi. Rồi đây. Chị nào size M, M lớn nhá. Nó nằm giữa M và L. Nó nằm giữa M và L mang hộ cho nó theo hình con chim. Hình con công. Lấy mã đỏ, đỏ 40. Đỏ trên 40.000 mã đỏ nhá. Đỏ 40, ML mang hộ. ML đều mang được trên. Một con màu đỏ mận. Theo hình công trên. Mã đỏ trên đỏ 40.000. Đỏ 40. Rồi con này size lớn này. Con này chỉ là eo 90 nhá. Có độ co giãn. Mã 90, eo 90 trên. Mã 90 eo 90 cho em 40.000. 40k mã 90 eo 90. Dạ đúng rồi chị, sẽ ép toàn đồ đẹp không. Rồi con này chị em chị nào lấy mã. Mã 90 eo 90 40. Mã 90 eo 90 40 chị ơi. Sao em cứ tua một cái là nó mất là sao nhỉ? Nó mất comment của các chị là sao nhỉ?
Rồi mã 90 eo 90 cho em 40.000. Mã 90 eo 90 40 chữ size nhỏ. Lấy chữ con chấm bi này. Lấy chữ một mã bi nhá. Bi này sẽ SM. Lấy bi giúp bi, bi cho em 40.000 mã bi nhá. Bi 40 sẽ SM quay đầu, lấy bi giúp bi. Bi cho em 40.000 em trả chị Loan Dương. Lấy bi giúp bi cho em bi 40. Chị nào sẽ SM không? SM. Em có hai chiếc màu xanh này xinh này. Hai chiếc xanh giống nhau nhá. Rồi con xanh này có SS này. Nó theo. Hai con xanh đều SS nhá. Xanh xanh theo hoặc là xanh trơn cho em đi. Xanh theo hoặc xanh trơn cho em 40.000 cho em nhá. Xanh theo hoặc xanh trơn chị nào SS thôi. Xanh theo xanh trơn 40.000 một chiếc chị nào SS. Em 68-70 xanh nhỏ. Em 68-70 cơ đầu. Xanh theo hoặc xanh trơn nhá. Trời ơi. Lụa chị này. Lụa SS không à. Chị nào SS mang vừa. Lụa hai lớp cho em. Lên mã lụa. Cái caro lúc chiều chị chọn cho chị xem lại. Ủa, cái đó hình như hồi chiều chị không được á chị ơi. Cái đó hình như của chị nào chị lấy trước á. Em chốt cho chị nào rồi mà. B chị Nguyễn Hồng. Rồi, lên giảng dài các chị này. Mã 3, 314. Mã 314 cho em nhé, 314. Chị nào mà size màu. Size màu đấy chị ơi. Mã 314 eo 74, 314 cho em 50.000. 50k mã 314 cho em. 314 50 nhé, chị nào size màu vang vừa. Trời ơi, xinh quá đấy các chị ơi. Mã 314 50. Chị nào size màu nhé. Mã 314 cho 314, 314 50. Chị nào size màu cho em. Này 314 chữ 314 đi. Em có họa tiết này size lớn và xinh. Con này size to ấy. Các chị 65-70kg mang vừa cho em. To giãn thoải mái. 65-70kg mang vừa cho em con này. Chị nói họa tiết. Họa tiết này 80 chị ơi. Họa tiết này 80 nhé. Con họa tiết này xinh lắm nữa chị. Con họa tiết này cực kỳ xinh. Lấy họa tiết cho em. Họa tiết 80 nhé chị ơi. 65-70kg cũng mang vừa, size hơi lớn. Nhưng mà đẹp đúng chị nhá. Size hơi to nhưng mà đẹp. Rồi lấy chị một con gấm này. Gấm này chị nào size mờ eo 74. Gấm này nó có yên, nó có hình con bướm. Lấy gấm. Gấm 40. Lấy gấm chút gấm cho em. Gần 40, 314 là con nào ta? 314. 314, con này size M ấy, chị Mai Nguyễn ơi, size M thôi. Con này size M chị không vừa đâu chị. Size SM ấy chị ơi, eo 72, 74 đấy chị. Chị lấy size LXL mà. Chị lấy LXL mà chị, con này chị đâu không vừa. Này để cho chị Nguyễn Hồng. Họa tiết chị là Nguyễn Hồng. Không vừa đâu chị ơi. Sai nhỏ lắm. Rồi lấy chị con đỏ này, size nhỏ này. Chị nào size S nhá.
Mã đỏ. Đỏ trên 40. Mã đỏ trên 40 chị nào sẽ? Hôm qua chị, chiều hôm qua em tưởng nó không vào lấy mà cuối cùng nó lại vào lấy chị ơi. Em đi từ chiều qua rồi. Qua nó vào lấy hơi muộn. Rồi lấy mã tem. Tem chị em là tem 40 chị nào sẽ không? Tem 40 sẽ nhá. Lấy chị con hoa vàng. Lấy chị con hoa màu vàng cho em. Lấy hoa vàng cho các chị này. XL nhá, con eo 80. Eo 80 bắt đầu lấy mã vàng. Con này xinh lắm nữa chị ơi, vàng 50. Mã vàng 50 chị nào size XL mang vừa eo 80. Eo 80 mang vừa chị em, lấy vàng chốt vàng đi. Vàng vàng nhá. Vàng 50.000. Chị nào size XL mang vừa eo 80. Rồi con đen này size nhỏ ấy chị này. Cái này các chị lấy cho bé thôi. Cho bé nhá, bé nào 25-30kg. Bé nào 25-30kg mang vừa lại mạng bé. Mạng bé cho em bé 40. Mạng bé cho em 40.000. Bé nào 25-30kg bắt đầu. Lấy chị con đen này. Toàn con nhỏ không à. Đen chị nào sẽ S nhá. Đen sẽ S mang vừa cho em mạng đen, đen 20. Mã đen cho em 20.000 mã đen. Đen 20 chị nào sẽ. Còn cái con nhỏ không có chị nào sẽ đúng hơn. Chọn cho chị cái một cái có hạn bút bên hông. Không có đấy chị ơi. Hàng đã hết rồi. Cái hàng có nút bên hông mà size của chị em hết mất rồi chị ơi. Vàng chị Nguyễn Hồng này. Chị ơi, em eo 68 có. Có chị ơi. Bé này. Vàng này. Eo 68 có chị ơi. Eo 68 à. Vàng là chị Nguyễn Hồng, bé là chị Nguyễn Vân. Đây chị, con này hơi chật rồi. Con này tầm eo 60, 66, 67 thôi. 66, 67 thôi nhá. Con này thì nặng quá. 66, 67. Nhỏ thì lại nhỏ quá. Rồi lấy chị một con caro. Rồi có bé. Mấy nào 35kg nhá. Ai còn gọi giờ này nữa trời, mấy giờ rồi? Thì cùng đây, hello. Ai vậy? Dạ. Dạ. Cái đó say mở cho chị nghe vậy đi hai. Không chị, một chiều có cái tiếng một say lớn chị nào chị lấy vậy? Có cái tím nào eo tới 90 ấy. Em không nhớ chị làm chị lấy được nữa. Thôi để bữa sau. Bữa sau vậy. Vậy á. Chị tên gì á? À,
À vậy hả? Vậy là không thấy chị ơi. Để sau vậy nhá chị nhá. Em đang like cái. Có đầm maxi không? Không có maxi đâu chị ơi. Dạ em đang like. Em vẫn online, em sắp nghỉ rồi, live từ lúc 8 giờ đến giờ mà 2 tiếng đồng hồ rồi. Đúng chị nhá. Cái gì nhỉ? Cô bé. Bé chị đúng không? Đúng không ta? Phải con này không ta? À, đúng rồi. Con này xinh này, chị nào hỏi em size nhỏ đây. Eo của nó eo có 68-70 này. Rồi con này họa tiết xinh lắm đấy chị ơi. Họa tiết của mèo. Họa tiết của mèo cho em nhá. Trời ơi chị nào lấy con này đi. Họa tiết của mèo cho em cực kỳ xinh cho em. Con này chị nào lấy mã đi. Mã 40. Mã 40 40.000 nhá. Mã 40 40k họa tiết của mèo cho em. Xinh lắm đấy chị. Nó hình con chim của mèo này chị này. Chị nào sẽ xem sẽ trước em lộ sẽ eo 68-70 nhá. Xinh quá mình là size nhỏ. Xinh xinh mà lại nhỏ nhỏ. Rồi lên tiếp các chị con lụa. Lúc nào hình như đây không có chị nào size nhỏ thì đúng hơn các chị ạ. Còn là mấy con size nhỏ không à. Nhỏ nhỏ không thôi các chị ơi. Em có caro này. Caro vàng nhất mà con này lại size nhỏ rồi các chị. Caro vàng. Một con màu vàng cho em, vàng cho em 40.000. Vàng 40 triệu. Lấy vàng cho vàng nhá. Vàng 40.000. Chị nào S68 70. Size nhỏ cho em. Mấy con xinh thì lại size nhỏ, chị nào size S. Size S mang ngựa S68 70 thôi các chị. Yes, 68-70 bắt đầu lấy vàng. Vàng cho em 40 nhé chị nhá. Vàng cho em 40 thì chị nào sẽ ép thôi. Yes, 68-70 bắt đầu. Lấy vàng khớp vàng. Vàng vàng 40. Yes, 68-70. Lấy chị một con voi. Chị nào lấy voi rất voi này. Voi 40 nhá. Voi này chị nào size M lớn. Nó nằm dưới M L. Rồi chị nào size L. Lấy voi chất voi. Voi 40 chị nhá. Voi cho em 40.000 mã voi này. Lấy voi chất voi cho em. Voi 40 chị nào size. Size gì? Size L. Size L. Size L. Lên cái gì nhỉ? Mười mấy phút em xuống like chị ạ. Rồi em chào chị bông hồng xanh. Lấy voi chất voi cho em. Voi cho em nhá. Voi cho em là cái gì quên rồi. Size L. Nhớ 76. Voi cho em 6. Voi cho em 40.000 mà voi. Voi 40 chị nào size L. Lấy chị con hoa này. Chị nào size nhỏ. Có độ co giãn nhá. Eo 72-74. Sẽ SM cơ đầu. SM thôi các chị ơi. Chị nào thích con body thì lấy con này cho em. Sẽ SM mang mua cho em. Lấy mã hoa. Hoa cho em 40.000 mà hoa nhá. Hoa 40. Chị nào sẽ SM có độ co giãn cho em này. Lấy hoa chất hoa. Hoa hoa 40. SM quay đầu. Lấy hoa chất hoa. Rồi con này form ôm cho em này. Chị nào cũng SM nhá. Con này cũng SM mang vừa có độ co giãn. Form ôm body. Lấy mã xanh, xanh cho em. Xanh cho em 40.000 mã xanh này, xanh 40 nhá. Chị nào sẽ SM. SM thôi các chị ơi, lấy mã xanh. Xanh 40 sẽ SM mang vừa. Rồi con này size lớn đi chị này.
Rồi chị nào lấy mã đỏ đi. Đỏ này em của nó phải 90 trên 90 chị nhá. Đỏ xem 40.000 mã đỏ này. Mã đỏ 40 eo 90 trên 90. Có độ co giãn nhẹ. Rồi mã đỏ xem đỏ 40 nhá. Đỏ xem 40.000. Lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ đỏ 40. Em 90 mang hộ cho em. Không, mẹ không ăn đâu. Bọn con ăn đi. Trời ơi. Voi này chị có may này. Cứ để đơn lại mai chị chốt thêm. Mai em nghỉ rồi chị ơi. Cái gì ta? Voi quên. Mai em nghỉ chắc nghỉ mấy ngày ấy chị. Chắc chừng là 2-3 ngày gì đó em like lại. Chị có may vẫn chưa ngủ à? Vẫn chưa ngủ được à chị? Cái này có con đỏ xinh lắm á, chị có may không lấy à? Chị bông hồng xanh, đỏ chị bông hồng xanh. Trời ơi, cái này có con đỏ size L mà chị không ưng hả? Cái này lúc đó thoát ra vào lại hay là lúc đó thoát ra rồi á? Này chị bông hồng xanh. Có coi lại em lấy cho chị coi lại cái con đó. Cho em màu đỏ theo hình con công. Theo trực tiếp vào vải luôn đấy chị. Không phải là ấy đâu. Không phải là chết ra. Đỏ sai lầm. Cái này có con đỏ size L đó chị. Lấy không chị? Đâu rồi trời? Đây. Nhưng mà nó lại là sắt nách cơ. Nói chung là phần nách nó cũng không hẳn là săn nách quá. Nè theo cho em chị ơi. Theo nhá, không phải in đâu. Màu kiểu như màu đỏ mận á. Kiểu như màu đỏ mận cho em. Em chỉ vui. À vậy không có chị ơi. Chân xào em có size M. Chị bông học ai thì chị có may lấy con này đi. Trời này xinh lắm chị, nó theo cho em. Nè, chị thấy không? Nó theo nhá. Không phải in đâu chị ơi, lấy con này đi. Đỏ này, 40 này. Thích sắt nách nhá. Con này đâu có sắt nách quá đâu. Nó vừa cái phần, vừa kín phần vai này. Chân đỏ em có size M chị ơi. Đó em có size, chân này em có size M. Chân này em không có size lớn, chân này em có size nhỏ không ạ? À? Rồi con này size M em 70-72 chị ạ. Mà tím nhá. Tím trên, tím này là 110.000 chị ơi. Tím 110, chị nào em 70-72 sẽ SM. Hết màu qua đầu. Lên mạng tím. Tím tím. Tím cho em 110. Size M. Tím 110 này. Con này cũng size M. Nhưng mà con này size M lớn, eo 74. Lấy 237. 237 cho em nhé. Con này 120.000. Mà 237 120. Lộ 2 lớp không lộ cho em. Rồi con vàng này cũng size M này. Con này hàng gấm nhé. Gấm này chỉ là size M mang vừa lấy gấm vàng. Gấm vàng cho em bao nhiêu nhỉ? Cho em bao nhiêu ta? 120. Gấm vàng là 120 đấy chị. Chị có may lấy con này đi. Này size L này. Mà 226. 226 size L lấy con này đi chị. Con này xinh mà không thích không. Con thích màu đỏ hả? Màu đẹp mà không ưng à? Màu đẹp mà không ưng à chị? Trời ơi đẹp lắm luôn mà không ưng trời ạ. Rồi đây. Con này chị nào size M thôi. Eo 74. Rồi con này em 74 nhá, chị nào lấy tay dài.
Tay dài cho em 40.000 mã tay dài này. Tay dài 40 eo 74. Con này hàng su su nhẹ. Su su nhẹ nhá, eo 74 mang vừa chỉ là cái tay dài. Tay dài 40 eo 74. Không biết. Đóng cửa chưa? Lấy tay dài trước, tay dài. Tay dài. Nhưng mà nó loại không có. Nó có nhiều loại của nó ngon ạ. Điên nó thôi. Rồi lấy chị con đỏ. Con đỏ này chị em. Em mặc áo này chị em á. Bực mình cái áo này ghê luôn. Đỏ sắt nách. Chị Nguyễn Hồng. Rồi đỏ dài. Đó này cho nó bị vướng quá. Kịp quá. Rồi lên mã dài. Dài cho em nhé. 60.000 mã dài. Và 60 thì là F72.4. Size SM này. Lên mã dài cho em. Dài cho em 60.000. Dài 60 eo 74 các chị nhé. Size SM này. SM quay đầu lên mã dài. Dài cho em 60 chị ơi. Mã dài em 60 chị là eo 74. Size M nhá. À. Em có con này xinh này. Con này form home. Chị nó sẽ SM thôi. Mày mã hoa đen đi. Hoa đen nhá, 80.000 đi. Hoa đen 80 chị nào size M thôi các chị ơi. Size M. Hai co giãn nhá, form home. Eo 72 74 mang của. Có độ co giãn chứ em. Thì mặc cái quần cái áo này đâm vào nó. Rồi, eo 72 74 mang mùa, chị nào sẽ SM mang mùa. Hoa đen 80. Hoa đen cho em 80.000. Được áo này nó làm sao vậy? Lấy hoa đen cho em. Hoa đen 80 nhá. Hoa đen cho em 80.000, chị nào sẽ SM không? Lấy hoa đen, hoa đen. Hoa đen cho em 80.000. Xinh là xinh. Không chị nào lấy cốc hoa đen này hả các chị? Hoa đen này đẹp mà không chị nào lấy à? Hay là bị ẩn rồi? Đỏ dài, chị Nguyễn Hồng. Hoa đen chị Thanh Ngân. Hoa đen chị Thanh Ngân. Đỏ dài chị Nguyễn Hồng. Rồi chị nào thích màu trắng không? Lấy chị một con màu trắng ạ. À, nhưng có con khoác này của bé này. Một mã khoác của bé nhá. Bé là 30-35 kg. Khoác của bé cho em. Lấy mã khoác đi. Khoác cho em 40.000. Con này các chị phối cho bé cực kỳ xinh. Mã khoác cho em nhá, khoác cho em 40.000 mã khoác này. Khoác 40, bé nằm ở tầm 30-35 kg. 35 kg có đầu, lấy mã khoác cho em. Khoác khoác nhá, khoác cho em 40.000 mã khoác này. Khoác 40. Rồi lấy chị một con màu trắng này size nhỏ. Mã trắng cho em, trắng là SM được. Co giãn nhẹ nhá. Trắng kim size cho em chị này, size SM được cho em. Cái này các chị mặc không ngứa đâu, bên trong nó có miếng lót rồi nhá. Không hề ngứa, mã trắng 40. Trắng cho em 40.000, chị nào sẽ SM mang vừa. Con này có độ co giãn chưa? Lấy trắng chốt trắng, trắng 40.000. Chị nào SM quay đầu. Vừa nhá chị ơi, co giãn mà. 72, 74 vừa. 72, 74 vừa cho em đó chị. Có độ co giãn. Rồi đây các chị này, dáng dài, size L, ML nhá, có độ co giãn thoải mái cho em chị ơi. Này nó có, phần tay này nó bo nhẹ cho em này. Lấy mã 18, mã 18 cho em 80.000. Mã 18 80 nhá, chị nào size L, LXL vừa cho em, có độ co giãn cho em. Lấy mã 18, mã 18 80, có
con này dài, con này dáng dài nhá. Mã 18 80.000, chị nào size L. LXL. LXL bây giờ. Lấy chị con gấm này. Một con gấm tím, con này màu tím hoa cà cho em nhé. Một con tím hoa cà nhưng mà chị nào size nhỏ. Con này chị nào sẽ S thôi, S68 70 thôi các chị ạ. S68 70 bắt đầu, để bạn tím nhá. Tím này size nhỏ các chị ơi. Tím 80. Mã tím đi. Tím trên 80.000, chị nào sẽ S. Eo của nó eo có bao nhiêu ta? Nói chung là eo nhỏ nhá. Rồi lấy chị một con gấm màu đen này. Con gấm đen này cho em, chị nào size L nhá. Size L mang vừa. Lấy mạng đen, đen 40. Đen 40.000, hàng gấm size L mang vừa. Lấy mạng đen, đen 40. Lấy mạng đen cho em, đen 40.000, chị nào size L mang vừa. Mạng đen cho em nhá. Đen 40. Rồi cái con này dễ thương với chị này. Size nhỏ, chị nào sẽ S68-70. S68-70 quay đầu. Chị Thanh Ngân, khi nãy chị lấy size nhỏ cho bé phải không? Lấy con này dễ thương chị này. Lấy con này cho bé xinh này. Mã 682. 682 đi em nhá. 40.000 mã 682 này. 682-40. Con này sẽ S. Sẽ S thôi chị, size nhỏ. Lấy mã 682. 682-40 nhá. Rồi lên tiếp các chị con đen size to này. Lên chị con này size lớn. Chị nào 60-65kg. 60-65kg mang vừa. Rồi tay lớn cho em nhá. 60-65kg mang vừa cho em. Đen 40. Mã đen cho em 40.000 mã đen này. Đen 40 chị nào 65kg này. 60-65kg mang vừa. Lên mã đen cho em. Đen 40 nhá. Mã đen cho em 40.000. Chị nào 60-65 lận. Size to 60-65kg bắt đầu chứ. Mạ đen. Người lấy chị con đầm này. Lấy chị một mạ đầm nhá. Lấy đầm thật đầm. Đầm này size màu L74. Mạ đầm cho em, nó là dạng màu hồng. Con này màu hồng cho em. Lấy mạ đầm, đầm 40. Đầm cho em 40.000. Em mặc lên cho chị coi cái form này. Mã đầm cho em, đầm 40 nhá. Chị nào thích con đầm thì lấy con này đi. Size màu L74. Mặc lên xinh lắm nhá chị. L74-75. 74-75 mang vô cho em. Lên mã đầm đi, đầm 40 nhá. Đầm cho em 40.000. Chị nào L74-75 quay đầu. Rồi chị nào lấy đầm chắc đầm cho em. Mã đầm 40 này, L74-75 cái đầu. Size nhỏ nhỏ. Size màu. Rồi lên chị một con lụa này. Lên chị con lụa này, L74 nhá. L74 cái đầu cho em, lấy mã lụa đi, lụa 40. Lụa cho em 40.000, L74 mang vừa, xinh chưa? Lụa họa tiết cực kỳ xinh, hoa nhí. Lấy lụa rất lụa cho em, lụa 40, L74 nhá. Lụa 40 L74 mang vừa. Lấy lụa chất lụa. Lụa 40.000 mã lụa cho em. Lấy em còn con đỏ nữa này. Đỏ này size nhỏ rồi. Đỏ này chị nào sẽ S. Như 70-71 nhá. 70-71 quay đầu cho em lấy mã đỏ. Đỏ cho em 40.000 mã đỏ này. Đỏ 40 chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Size S mang vừa. Sẽ S thôi các chị nhá. Lấy mã đỏ, đỏ 40. Rồi lấy các chị con nữa em xuống like nhá các chị ơi. Rồi con này form xuông. Form xuông cho em sẽ S màu chị này. Này hàng xuông nhá, hàng lụa hoa nhí sẽ S màu thôi. Lấy mã xuông, xuông cho em 40. Xuông cho em 40.000 chị nào sẽ S. À quên, dị S màu, hàng form xuông nhá. Các chị tầm 50-52kg. 50-52kg mang vừa, lấy mã xuông. Xuông.
xuông cho em từ khi là xuông 40. Rồi lên mất cái áo em, chị em xuống like. Áo này sẽ SM nhá. SM em 72.4, lấy mặc áo, áo cho em 40.000. Mặc áo 40 SM mang được. Nó xẻ một bên cho em con này. Rồi lên mặc áo. Áo 40 các chị nhá. Áo cho em 40.000, chị nào sẽ SM thôi. Chết rồi. Rồi chào tất cả các chị nha. Hẹn các chị mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa em lên. Hình quạt á chị, hình quạt hình như là không á chị ơi. Rồi em chào tất cả các chị này. Chị ơi em xuống like rồi. Xuống like rồi chị ơi. Em nghỉ tới mấy ngày nữa cơ. Giờ chị lấy cũng không đủ đơn được. Rồi chào tất cả các chị nhá. Em nghỉ chừng 2-3 ngày gì đó em lên lại. Em chào tất cả các chị.